Đại Y Vô Cương, Hứa Thuần Lương. Tập 84. Uông Kiến Minh nói, người ngày đó cho ta tài liệu là Nhạc Tinh tập đoàn cung cấp đi. Hoàng Quảng Đào hiện tại đã không dám không thừa nhận, gật gật đầu nói, là, ta trước tiên liền giao cho ngài. Uông Kiến Minh đối Hoàng Quảng Đào thái độ tỏ vẻ vừa lòng, Quảng Đào đồng chí, quay đầu lại ta làm chính dương đi đem Văn Hải cấp lãnh trở về. Hoàng Quảng Đào giả bộ một bộ cảm động vạn phần bộ dáng, đối vị này tuổi trẻ thư ký phiên tay Vi Vân Phúc tay Vi Vũ thủ đoạn lại có khắc sâu nhận thức. Uông Kiến Minh cũng không có đuổi giết sốt cuộc tính toán, nếu thật đem Hoàng Văn Hải cấp đưa vào đi, thế tất chọc giận Hoàng Quảng Đào, nếu tạo thành cái loại này cục diện, về sau bọn họ còn như thế nào hợp tác, Đông Châu công tác còn như thế nào đẩy mạnh đi xuống. Lợi dụng chuyện này gõ một chút Hoàng Quảng Đào, làm hắn nhận rõ Đông Châu lên tiếng quyền ở ai trong tay, cũng nhắc nhở hắn muốn hòa thuận vui vẻ Tinh tập đoàn bảo trì khoảng cách. Hoàng Quảng Đào cũng không sai, hắn mỗi sự kiện đều làm được thực ổn, nhưng đáng tiếc hắn có cái không biết cố gắng nhi tử, Hoàng Văn Hải không thể nghi ngờ bị người lợi dụng. Hoàng Quảng Đào cố ý nói, Uông thư ký, chờ kia tiểu tử trở về, ta tự mình dẫn hắn đi tìm Mai Như Tuyết cùng Hứa Thuần Lương xin lỗi. Hắn trong lòng tràn ngập không phục, người Uông Kiến Minh không cần đem người khác trở thành ngốc tử, Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết chính là có tư tình, người vì kiểu Uông hai nhà mặt mũi, vì Đông Châu hình tượng cư nhiên phủ nhận sự thật che giấu chân tướng. Uông Kiến Minh nói, kia thật không có tất yếu, thanh giả tự thanh, loại sự tình này đối bọn họ cũng là một lần khảo nghiệm, chỉ có chịu được khảo nghiệm mới có thể mau chóng thành thục lên, Quảng Đào đồng chí, chiêu thương đại hội sự tình ngươi còn phải tốn nhiều tâm, này đó tuổi trẻ cán bộ còn có rất dài lộ phải đi. Hoàng Quảng Đào mang theo bi phẫn cùng buồn bực rời đi Uông Kiến Minh văn phòng, hắn đầy đủ cảm nhận được cái gì kêu quan đại một bậc áp người chết. Hoàng Quảng Đào đi rồi, Uông Kiến Minh đem Tần Chính Dương kêu tiến vào. Làm Tần Chính Dương chờ lát nữa đi đem Hoàng Văn Hải lãnh ra tới, lại đem hắn đưa về nhà. Tần Chính Dương đối chỉnh sự kiện trong lòng biết rõ ràng, nhưng hắn đối Hứa Thuần Lương kết cục còn không có nắm chắc. Uông Kiến Minh tại đây sự kiện thượng xử lý tràn ngập trí tuệ cùng cái nhìn đại cục, nhưng là cũng không đại biểu hắn sẽ tha thứ Hứa Thuần Lương. Uông Kiến Minh nói, Nhạc Tinh tập đoàn về Lý Phát Nguyên tu mộ lập bia sự tình thận trọng khởi kiến, muốn cho tương quan bộ môn hảo hảo xét duyệt một chút. Tần Chính Dương nói, ta lập tức theo vào. Uông Kiến Minh gật gật đầu, Tiểu Tần, gần nhất người có hay không tìm Hứa Thuần Lương nói qua. Tần Chính Dương nói, Uông thư ký, ta gần nhất công tác tương đối vội, không cùng hắn đã gặp mặt. Hắn gần nhất phỏng chừng cũng không hảo quá, làm vì hắn hảo bằng hữu, lão đại ca ngươi còn là nên hảo hảo khai đạo hắn một chút. Tần Chính Dương có chút hãi hùng khiếp vía, Uông Kiến Minh lời này rõ ràng một ngữ hai ý nghĩa, hắn dám cắt định Uông Kiến Minh sẽ không khinh tha Hứa Thuần Lương. Thậm chí có khả năng nhân vi Hứa Thuần Lương đối chính mình cũng sinh ra không tốt cái nhìn, Tần Chính Dương nói, ta tranh thủ chiều thời gian cùng hắn thấy thượng một mặt. Uông Kiến Minh nói, nếu là thật sự chiều không ra thời gian liền tính, rốt cuộc đều là người trưởng thành rồi, mỗi người đều hẳn là đối chính mình hành vi phụ trách. Tần Chính Dương vẫn là ước Hứa Thuần Lương thấy một mặt, Uông Kiến Minh nói với hắn kia phiên lời nói mục đích chính là muốn cho hắn cấp Hứa Thuần Lương đệ lời nói, làm Hứa Thuần Lương chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tần Chính Dương cùng Hứa Thuần Lương có trận không đơn độc ở bên nhau uống qua rượu, hai người ước ở gì Điền Điền Nguy Sơn Hồ Cá Quán. Hứa Thuần Lương đến thời điểm, Tần Chính Dương đã điểm hảo đồ ăn ở trong phòng chờ. Hứa Thuần Lương có chút kinh ngạc nói, khó được, Tần Bí hôm nay tới như thế sớm. Tần Chính Dương nói, ta làm ông chủ đương nhiên muốn tỏ vẻ một ít thành ý. Hứa Thuần Lương vui tươi hớn hở ngồi xuống, hắn tới đây phía trước liền đoán được Tần Chính Dương tìm mục đích của chính mình. Tần Chính Dương mở ra một lọ mộng chín thủ công ban, Hứa Thuần Lương đoạt lấy bình rượu giúp hắn đảo thượng. Tần Chính Dương nói, ngươi trạng thái so với ta trong tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều. Hứa Thuần Lương nói, ngươi là tưởng ta khóc cho ngươi xem. Tần Chính Dương thở dài nói, bên ngoài phong vũ phiêu diêu, ngươi tự lù lù bất động. Lúc này dì Điền Điền tự mình đưa đồ ăn tiến vào, Hứa Thuần Lương cùng nàng chào hỏi. Dì Điền Điền đi rồi, Hứa Thuần Lương nói, ta không phải không nghĩ động. Mấu chốt là ta động cũng không gì dùng, chỉ có thể tin tưởng thanh giả tự thanh. Tần Chính Dương nói, vốn dĩ không một vật hà sử nhạ trần ai, ta lúc trước có phải hay không nhắc nhở quá ngươi muốn bảo trì khoảng cách. Hứa Thuần Lương nói, Mai Như Tuyết cùng Uông Kiến Thành giải trừ hôn ước sự tình cùng ta không quan hệ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tần Chính Dương nói, ta không phải nói chuyện này, nhân ngôn đáng sợ. Lần này nhân ra Mai Như Tuyết tiền đồ cũng thiếu chút nữa chặt đứt ở trong tay của ngươi. Hứa Thuần Lương nói, tổ chức thượng đã cho chúng ta chính danh, những cái đó ảnh chụp cùng video tất cả đều là hậu kỳ gia công,
là có người cố ý ở bôi đen chúng ta không tha cho Hoàng Văn Hải kia tiểu tử. Tần Chính Dương nói, ta không phải sự tình người trải qua, này trong đó đã xảy ra cái gì chỉ có ngươi cùng Mai Như Tuyết biết. Hứa Thuần Lương cười đến có chút xấu hổ, tuy rằng da mặt dày, rốt cuộc chột dạ, hắn cùng Mai Như Tuyết trên thực tế làm sự tình muốn so với bị cho hấp thụ ánh sáng ảnh chụp cùng video xuất sắc nhiều, kia chỉ có thể xem như băng sơn một góc, kỳ thật mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, Tần Chính Dương như thế thông minh đương nhiên sẽ không bị đã lừa gạt, Uông Kiến Minh càng thanh tỉnh. Lần này Uông Kiến Minh sở dĩ chủ động ra mặt dập tắt lửa là bởi vì Vi không nghĩ sự tình nháo đại, chân tướng sẽ làm Uông gia cùng Kiều gia mặt mũi mất hết. Hứa Thuần Lương ở đối đãi chuyện này thường cũng không phải vô động vô chung, hắn chuyên môn liên hệ Uông Chính Đạo đi tìm Uông Kiến cống lộ thiên thông, Uông Chính Đạo Vi khuê nữ cũng không thể không ra đầu. Hứa Thuần Lương bưng lên chén rượu cùng Tần Chính Dương chạm vào một chút, Tần Chính Dương đem này ly rượu cạn, thở dài một hơi nói, ngươi cũng đừng cành mẹ đẻ cành con. Hoàng Văn Hải cũng được đến giáo huấn, nếu ngươi lại tìm hắn phiền toái, Hoàng thị bên kia nhưng công đạo bất quá đi. Hứa Thuần Lương nói, hắn khẳng định là bị người lợi dụng, ta hoài nghi là Nhạc Tinh tập đoàn, đám tôn tử kia cả ngày tìm người theo dõi ta. Tần Chính Dương tâm nói đến ai khác không biết ta còn không biết. Thanh Sơn khu vực khai thác mỏ chiến quốc mộ chính là ngươi tìm người đem nhiệt độ cấp xào lên, đuổi đi địch Bình Thanh, bức cho Nhạc Tinh tập đoàn đình công, bọn họ bị như thế đại tổn thất lại như thế nào nuốt xuống khẩu khí này. Tần Chính Dương nói, sự tình lại trở nên gay gắt đi xuống đối ai đều không có chỗ tốt, Đông Châu muốn không phải đấu tranh mà là phát triển. Hứa Thuần Lương cười nói, lời này cách cục có thể, như là Uông Thư Ký nói. Tần Chính Dương nói, Uông Thư Ký vốn dĩ tưởng tự mình tìm ngươi nói chuyện, nhưng hắn không có thời gian. Hứa Thuần Lương nói, lý giải, Chính Dương ca, Uông Thư Ký về sau hẳn là không có gì thời gian thấy ta. Tần Chính Dương sửng sốt một chút, hắn vốn dĩ không biết như thế nào mở miệng. Không thể tưởng được Hứa Thuần Lương như thế thông thấu, đã nhìn ra manh mối. Hứa Thuần Lương nói, tuy rằng ta cùng Mai Như Tuyết sự tình hữu kinh vô hiểm mà đi qua, nhưng Uông Thư Ký đối ta đã có thành kiến. Tần Chính Dương dở khóc dở cười nói, kia không gọi thành kiến hảo đi. Tiểu tử ngươi ngủ nhân ra đệ muội, làm đến Uông ra mặt xám mày cho, Uông Kiến Minh lại không phải một cái đại thánh nhân, đổi thành ai đều phải sinh khí. Hứa Thuần Lương nói, cũng thế, chỉ cần Mai Như Tuyết không có đã chịu lan đến. Như thế nào xử lý ta đều không sao cả. Tần Chính Dương nói, ai nói muốn xử lý ngươi? Hứa Thuần Lương nói, xử lý ta cũng không phải hiện tại, nếu hiện tại liền xử lý ta, người khác khẳng định sẽ nhận vì ta cùng Mai Như Tuyết vẫn là có vấn đề. Như vậy đi, ngươi nhìn thấy Uông Thư Ký giúp ta chuyển cáo hắn một tiếng, chờ thêm đoạn thời gian, ta sẽ chủ động từ chức. Tần Chính Dương trong lòng thầm nghĩ, Hứa Thuần Lương về sau ở Đông Châu là sẽ không có bất luận cái gì phát triển, bất quá từ chức giống như cũng không cần thiết. Hắn thấp giọng nói, cây đổi chỗ thì chết, người đổi chỗ thì sống, Uông Thư Ký chưa nói muốn xử lý ngươi, còn quan tâm ngươi chiêu thương công tác đâu. Ở Tần Chính Dương xem ra Hứa Thuần Lương như thế tuổi trẻ đã hỗn thượng khoa cấp, dựa vào hắn cùng Diệp gia quan hệ, về sau tiền đồ rộng lớn, không cần thiết rời đi thể chế, liền tính Uông Kiến Minh đối hắn có ý kiến, chỉ cần rời đi Đông Châu, Uông Kiến Minh mắt không thấy vì tịnh hẳn là sẽ không theo đi lên đuổi giết. Hứa Thuần Lương gật gật đầu nói, yên tâm đi. Ta khẳng định trước sau vẹn toàn, chiêu thương đại hội ta sẽ viên mãn hoàn thành, sự phất y đi, ẩn sâu công cùng danh. Tần Chính Dương chỉ vào hắn nói, tiểu tử ngươi đừng đem chính mình nói được như vậy cao thượng, chiêu thương đại hội là chính ngươi lăn lộn ra tới, ngươi không lộng xong, ai tới tiếp nhận cái này cục diện rối rắm. Hứa Thuần Lương nói, cũng không phải là cục diện rối rắm, áo thể trung tâm bên kia đã đem thời gian điều chỉnh tốt, cái kia cái gì tam lưu tiểu ngôi sao ca nhạc buổi biểu diễn hủy bỏ, hắn hiện tại thành thất đức nghệ sĩ. Mọi người đòi đánh, hắn kia giúp fan náo tàn có không ít đều bắt đầu thoát phấn. Tần Chính Dương nói, ngươi cùng cái kia tiểu ngôi sao ca nhạc có thủ oán a? Như thế nào làm ra như vậy đại động tĩnh? Hứa Thuần Lương nói, ta chính là một lòng vi công, là áo thể trung tâm quản lý chỗ kia giúp ngốc bức ngoạn ý nhi cùng ta lật lọng, mới nháo ra như vậy đại động tĩnh. Tần Chính Dương nói, đấu tới đấu đi, ai cũng chưa chiếm được hảo, kia tiểu ngôi sao ca nhạc nhân thiết sụp đổ, Hoàng Văn Hải một thêm giải trí tổn thất thảm trọng. Hắn nhìn Hứa Thuần Lương liếc mắt một cái, không tiếp theo đi xuống nói, ở hắn xem ra Hứa Thuần Lương cũng hảo không đến chạy đi đâu, kinh này một chuyện cùng Uông Kiến Minh chi gian đã hình thành không thể tiêu trừ ngăn cách, Uông Kiến Minh không có khả năng lại dìu dắt hắn. Tần Chính Dương hiện tại trong lòng kỳ thật còn có chút thỏ tử hồ bi cảm giác, Uông Kiến Minh về sau nên sẽ không thay đổi đối chính mình thái độ đi. Rốt cuộc chính mình là Hứa Thuần Lương một tay đề cử. Hứa Thuần Lương nói, Chính Dương ca, lần này cho ngươi thêm phiền toái.
Tần Chính Dương lắc lắc đầu, ta bên này không có gì, Uông thư ký cách cục cũng không như vậy tiểu, ngược lại là ngươi a, phải hảo hảo suy xét về sau lộ nên như thế nào đi rồi. Hứa Thuần Lương nói, ta một người không có vướng bận, đi chỗ nào đều được. Hắn tạm thời không có làm ra quyết định, từ chức kinh thương, ngươi lừa ta gạt tiền tài trò chơi giống như không có gì ý tứ, có lẽ hắn hẳn là nghe một chút Diệp lão ý kiến, chờ Tết âm lịch đi kinh thành thời điểm lại nói, dù sao còn có thời gian đi hảo hảo suy xét vấn đề này. Tần Chính Dương nói cho Hứa Thuần Lương, Hoàng Quảng Đào sẽ tham gia chiêu thương đại hội lễ khai mạc cũng đại biểu Đông Châu lên tiếng, Hứa Thuần Lương cùng hắn không tránh được lại có tiếp xúc, làm Hứa Thuần Lương làm tốt sung túc tư tưởng chuẩn bị, Tần Chính Dương hy vọng Hứa Thuần Lương sắp tới không cần tái sinh sự tình. Hai người uống xong rượu ra tới, bên ngoài phiêu nổi lên tiểu tuyết, Dì Điền Điền đuổi theo ra tới cấp bọn họ mỗi người tặng một phen dù. Tần Chính Dương vỗ vỗ Hứa Thuần Lương bả vai, bảo trọng. Hứa Thuần Lương cười nói, minh bạch. Hai người ở tiệm cơm cửa các bôn một phương, Hứa Thuần Lương không tính toán đánh xe, một đường đi trở về ẩn hồ xem để. Trên đường nhận được Mặc Hàm điện thoại, Hứa Thuần Lương phản ứng đầu tiên là hướng chung quanh nhìn nhìn, chủ yếu là Mặc Hàm thường xuyên xuất quỷ nhập thần, nói không chừng liền ở phụ cận. Mặc Hàm nói, đừng tìm, ta liền ở ngươi đối diện Vân Nguyệt quảng trường ngôi cao thượng. Hứa Thuần Lương ánh mắt đầu hướng phía trên bên phải, nhìn đến đường cái đối diện, Mặc Hàm liền đứng ở Vân Nguyệt quảng trường hai tầng ngắm cảnh ngôi cao thượng. Một thân hắc y, mang đỉnh đầu màu đen tuyến mũ, một mình ở đêm tuyết trung côi cút mà đứng. Hứa Thuần Lương xuyên qua đường cái, thông qua tự động thang cuốn đi vào Mặc Hàm bên người, hảo tâm giơ lên dù vi Mặc Hàm che khuất đỉnh đầu lạc tuyết. Mặc Hàm nói, không cần, ta thích phiêu tuyết cảm giác. Hứa Thuần Lương bung dù, trên người không có lây dính một mảnh tuyết. Mặc Hàm ghé vào dựa vào lan can thượng, người ở tuyết trung. Hai người tuy rằng đứng chung một chỗ, lại giống ở vào bất đồng thế giới. Mặc Hàm nói, ta ủy thác chuyện của ngươi ngươi giống như không giúp ta làm. Hứa Thuần Lương biết rõ cố hỏi nói, cái gì sự? Mặc Hàm nói, Mai Như Tuyết là Uông Chính Đạo nữ nhi đi. Hứa Thuần Lương nhấp nhấp môi, Mặc Hàm hẳn là đã sớm biết đáp án, hoặc là nàng đã sớm hoài nghi, nhưng là vẫn luôn không có chứng cứ, bằng không nàng cũng sẽ không đưa ra làm chính mình đi tìm Mai Như Tuyết cùng Uông Kiến Thành thu thập mẫu. Hứa Thuần Lương ghé mắt nhìn Mặc Hàm liếc mắt một cái, nhìn đến nàng hắc trường mà cuộn lại lông mi thượng lây dính một ít bông tuyết, ở ánh đèn chiếu xuống nở rộ ra trong suốt quang. Không biết, Mặc Hàm nhàn nhạt nở nụ cười, ngươi ngăn trở một hồi bi kịch phát sinh, Uông Chính Đạo nhất định thực cảm kích ngươi đi. Hứa Thuần Lương xoay người dựa vào lan can thượng, lấy sai vị góc độ đánh giá Mặc Hàm mặt. Có lẽ là một thân hắc y duyên cớ, có lẽ là lạc tuyết duyên cớ, Mặc Hàm gương mặt có vẻ phá lệ tái nhợt. Hứa Thuần Lương từ nàng trong ánh mắt cư nhiên bắt giữ tới rồi cô độc bất lực, cũng lần đầu tiên cảm giác nàng có chút đáng thương, không biết nàng trong lòng đến tột cùng cất giấu như thế nào bí mật. Người cùng Mai Như Tuyết là cái gì quan hệ? Mặc Hàm nói, không nên người biết đến sự tình tốt nhất đừng hỏi. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, người phía trước tiết lộ cho ta như thế nhiều tin tức, kỳ thật chính là tưởng ta ra tay tới ngăn cản Mai Như Tuyết cùng Uông Kiến Thành hôn sự đúng hay không? Mặc Hàm nói, người suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là đối bọn họ quan hệ có chút tò mò. Hứa Thuần Lương nói, mọi việc đều đến có nguyên nhân. Mặc Hàm nói, Uông Chính Đạo cùng Kiều Núi Sa tuổi trẻ thời điểm đều thích quá cùng cái nữ nhân. Mai Tích Tình. Mặc Hàm gật gật đầu, hơn nữa Uông Chính Đạo nhận thức Mai Tích Tình còn ở Kiều Núi Sa phía trước. Hứa Thuần Lương nói, ai tuổi trẻ khi đều sẽ từng yêu cũng sẽ bị ái. Mặc Hàm nhìn hắn, ánh mắt có chút mê ly, người từng yêu ai. Hứa Thuần Lương nói, người đối ta liền như thế cảm thấy hứng thú. Mặc Hàm nói, chủ yếu là chưa thấy qua so ngươi càng ích kỷ rất vô tình nam nhân, một bên cùng nữ nhân khác lời ngon tiếng ngọt, một bên có thể cùng Mai Như Tuyết hoa tiền nguyệt hạ khanh khanh ta ta, ngươi không làm thất vọng các nàng sao? Hứa Thuần Lương nói, ngươi theo dõi ta. Mặc Hàm nói, theo dõi một cái sáng đi chiều về không tuân thủ quy củ tuổi trẻ cán bộ cũng không tính cái gì việc khó. Hứa Thuần Lương cười ha ha. Có cái gì buồn cười? Hứa Thuần Lương nói, qua đi người tiếp cận ta là Vi Long Cốt, hiện tại tiếp cận ta mục đích là cái gì? Mặc Hàm nói, nào có như vậy nhiều vi cái gì a? Hứa Thuần Lương, nghe nói người biến thành phá hư Mai Như Tuyết cùng Uông Kiến Thành hôn sự đầu sỏ gây tội, Uông gia sẽ không dễ dàng buông tha ngươi đi. Hứa Thuần Lương nói, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, con người của ta hành đến đang ngồi đến thẳng, không để bụng người khác như thế nào xem. Có phải hay không suy xét rời đi Đông Châu tạm lánh nổi bật? Hứa Thuần Lương nói, được chăng hay chớ, ngày mai sự tình ngày mai lại nói. Mặc Hàm nói,
người Triều Thương hội còn làm không làm? Hứa Thuần Lương nói, làm, ta làm việc trước sau vẹn toàn. Mặc Hàm nói, cho ngươi lộ ra một tin tức, Nhạc Tinh tìm được tân hợp tác giả. Hứa Thuần Lương biết Huông Chính Đạo lựa chọn rút khỏi Trung Hàn sản nghiệp viên, Nhạc Tinh tập đoàn muốn tiếp tục ở Đông Châu đầu tư, khẳng định sẽ tìm tân hợp tác giả, nhưng là hắn cũng không có nghĩ đến sẽ như thế mau liền có người tiếp bàn, có chút giật mình nói, ai? Mặc Hàm nói, Thiên Phàm tập đoàn. Hứa Thuần Lương trợn mắt há hốc mồm, Thiên Phàm tập đoàn còn không phải là Trần Thiên Phàm sao? Trần Thiên Phàm nào có thực lực này? Nhạc Tinh tập đoàn lại như thế nào lại chọn hắn làm vi đối tượng hợp tác? Mặc Hàm nói, không thể tưởng được đi, ta cũng không nghĩ tới, ta tìm người tra xét, Thiên Phàm tập đoàn với 2 tháng trước đã chuyển nhượng, hoàn thành cổ quyền biến càng, Trần Thiên Phàm hiện tại cùng Thiên Phàm tập đoàn đã không có quan hệ, hiện tại lão bản là Hứa Đông Nhai, ngàn môn một trong tứ thiên vương Trầm Mặc Thiên Vương Hứa Đông Nhai. Hứa Thuần Lương nói, ý của ngươi là ngàn môn Hòa Thuận Vui Vẻ Tinh tập đoàn cấu kết thượng. Mặc Hàm nói, ta cũng không rõ ràng lắm, mặt ngoài xem thủ tục hợp pháp, nhưng chân chính nội tình cũng không biết, nếu bất hạnh bị ngươi ngôn chung, bọn họ khẳng định tại hạ một mâm đại cờ, lấy Nhạc Tinh tài lực hơn nữa ngàn môn rắc rối khó gỡ thế lực, ai cùng bọn họ đánh giá phía trước đều trước hết cần ước lượng một chút tự thân thực lực. Hứa Thuần Lương nói, ta cấp Nhạc Tinh chế tạo như vậy đại chướng ngại, bọn họ vẫn cứ kiên trì giữ lại, chứng minh Thanh Sơn quảng miếng đất kia khẳng định cất giấu thiên đại bí mật, lần này Đông Châu Vi giữ lại Nhạc Tinh tập đoàn cũng trả giá không ít nỗ lực. Tưởng thông qua phía chính phủ thủ đoạn đưa bọn họ đuổi đi rất khó. Mặc Hàm nói, không cần thiết vội vã đem bọn họ đuổi đi, bọn họ chế tạo động tĩnh càng lớn, lộ ra dấu vết cũng liền càng nhiều, miếng đất kia khẳng định sẽ khiến cho càng ngày càng nhiều chú ý. Hứa Thuần Lương nói, ngươi nhất định biết Thanh Sơn quảng bí mật đúng hay không? Mặc Hàm nói, ta nghe nói hình như là chiến tranh kháng Nhật thời điểm, Đông Dương quỷ tử lợi dụng giếng mỏ yểm hộ dưới mặt đất xây dựng một bí mật kim khố. Hứa Thuần Lương lắc lắc đầu nói, có thể đả động các ngươi này giúp Phú Khả Địch Quốc kẻ có tiền che già mang mọc đi tìm đồ vật hẳn là không phải kim khố, có lẽ phía dưới thực sự có trường sinh bất lão tiên đan. Mặc Hàm nói, sức tưởng tượng của ngươi khi nào trở nên như thế phong phú. Hứa Thuần Lương nói, lại hoặc là có từ căn bản thượng giải quyết ngươi thân thể ngoan tật đơn thuốc, bằng không ngươi cần gì phải như thế bức thiết. Mặc Hàm nói, ngươi như thế vừa nói, ta nhưng thật ra có chút mong đợi. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói, kỳ thật ngươi căn bản không cần như thế phiền toái, cùng với hao tâm tổn trí mà đi nhớ thương ngầm về điểm này đồ vật, không bằng suy xét một chút ta cái này có sẵn giải dược. Mặc Hàm lạnh lùng nói, liền tính trên đời này nam nhân đều tử tuyệt, ta đều sẽ không nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Hứa Thuần Lương nói, thật muốn là cái loại này thời điểm, ngươi xem cùng không xem, đều thay đổi không được ta là bên cạnh ngươi duy nhất nam nhân hiện thực. Ngươi! Từ Đông Châu Thương ủy sẽ cùng Tân Hồ khu mới chủ sự, Đông Châu Văn Lữ Cục liên làm chiêu thương đại hội cuối cùng đúng hạn khai mạc, vì lần này chiêu thương đại hội làm ra lớn nhất cống hiến Hứa Thuần Lương lại lựa chọn vắng họp lễ khai mạc. Hắn như vậy lựa chọn cũng là vì tránh cho xấu hổ, Hoàng Quảng Đào hôm nay sẽ ở lễ khai mạc thượng nói chuyện, Mai Như Tuyết cũng sẽ tham dự. Nếu hắn cùng Mai Như Tuyết cùng xuất hiện ở chủ tịch trên đài, khẳng định sẽ bị chế tạo không ít đề tài, nhiệt độ thậm chí sẽ vượt qua chiêu thương đại hội bản thân. Lễ khai mạc tiến hành thời điểm, Hứa Thuần Lương đang ở áo thể trung tâm hồ bơi bơi lội, ở bể bơi nội phách sóng chảm lãng cảm giác chưa bao giờ như thế tốt đẹp. Hứa Thuần Lương bơi mười mấy cái qua lại, chuẩn bị lên bờ thời điểm, nhìn đến một đôi trắng nõn mảnh dài cẳng chân ở trong nước qua lại đáng độc, đài ngẩng đầu lên, lại thấy Tô Tình liền ngồi ở bên bờ nhìn hắn. Tô Tình lần này là chuyên môn lại đây đưa tin chiêu thương đại hội, ở lễ khai mạc phía trước mới vừa rồi biết Hứa Thuần Lương sẽ không đi hiện trường. Biết hắn ở hồ bơi bơi lội, thế là liền tìm lại đây. Hứa Thuần Lương ghé vào bên bờ, đôi mắt đánh giá ăn mặc áo tắm Tô Tình, quang mang có chút chói mắt. Tô Tình nói, xem cái gì xem, chưa thấy qua sao. Hứa Thuần Lương cười gật gật đầu, Tô Tình cũng nhảy xuống bể bơi, tỏ vẻ muốn cùng Hứa Thuần Lương nhiều lần. Hai người cắt chiếm một cái đường bơi, sánh vai song hành, Tô Tình thực mau liền phát hiện, vô luận chính mình nhanh hơn vẫn là thả chậm tốc độ. Hứa Thuần Lương tổng có thể ăn ý mà cùng nàng bảo trì nhất trí, bơi 2 vòng, nàng liền không thể so. Hai người ở đường bơi nội ngươi nhìn ta nhìn ngươi đồng thời nở nụ cười. Hứa Thuần Lương nói, ngươi không đi đưa tin chiêu thương đại hội tới nơi này làm cái gì? Tô Tình nói, ta là hướng về phía ngươi lại đây, ngươi đều không ra tịch, ta đưa tin ai? Ngươi nên không phải làm ta đưa tin Mai thư ký đi. Hứa Thuần Lương nói, ngươi liền không thể đem cách cục phóng đại một chút. Làm ngươi tới là vì trợ giúp Đông Châu làm tuyên truyền, Đông Châu cũng là quê nhà của ngươi,
ngươi liền không thể nhiều vì quê nhà nhân dân làm điểm cống hiến. Tô Tình nói, trừ bỏ ngươi, Đông Châu không có cái gì đáng giá ta lưu luyến địa phương. Hứa Thuần Lương duỗi tay sờ sờ Tô Tình mặt đẹp, Tô Tình chạy nhanh cùng hắn kéo ra khoảng cách, Hứa Thuần Lương gần nhất chính trực thời buổi rối loạn, nàng nhưng không nghĩ nhân vi chính mình lại cho hắn thêm phiền toái. Tô Tình nói cho Hứa Thuần Lương, theo nàng biết, hôm nay Quang Địch tập đoàn sẽ hiện trường ký hợp đồng sản nghiệp căn cứ Lạc Hộ Đông Châu Tân Hồ khu mới hợp đồng, một kỳ đầu tư cao tới 300 triệu, thân vi Tân Hồ khu mới một tay mai như tuyết nhưng phong cảnh. Tô Tình trong xương cốt là vì Hứa Thuần Lương cảm thấy bất bình, ở nàng xem ra Hứa Thuần Lương trong khoảng thời gian này làm ra như vậy nhiều nỗ lực, cuối cùng chiến tích đều đưa cho mai như tuyết, có câu nói nàng chưa nói ra tới, Hứa Thuần Lương trong lòng khẳng định còn ái mai như tuyết. Hứa Thuần Lương đối chiến tích xem đến thực đạm, Quang Địch tập đoàn Lạc Hộ Tân Hồ khu mới là hắn đề cử không giả, bất quá lần này ký hợp đồng sở dĩ như thế thuận lợi, cùng mai như tuyết tự thân cũng có rất lớn quan hệ, Quang Địch tập đoàn Thái tử gia Diệp Nam chỉ là nàng lão đồng học. Hai người rời đi hồ bơi thời điểm, áo thể trung tâm chủ thể dục tràng bên kia chiêu thương đại hội lễ khai mạc đã kết thúc. Tô Tình nguyên bản còn lo lắng Hứa Thuần Lương trạng thái, có thể thấy được quá hắn lúc sau, nhận thức đến Hứa Thuần Lương nội tâm vô cùng cường đại. Căn bản sẽ không nhân nhất thời được mất đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, nếu nàng phụ trách lần này đưa tin liền không thể hành động theo cảm tình, vì quê nhà phụ lão làm điểm cống hiến cũng là hẳn là. Tô Tình đi trước cùng đưa tin tổ đồng sự hội hợp, Hứa Thuần Lương tắc đi bãi đỗ xe lấy xe, hắn buổi chiều phải về một chuyến đơn vị, tính toán hướng Lâm Diệu Minh giáp mặt xin nghỉ, nghỉ ngơi điều chỉnh một đoạn thời gian. Lấy xe thời điểm, vừa vặn gặp được cùng đi khách quý rời đi Mai Như Tuyết. Mai Như Tuyết nhìn đến Hứa Thuần Lương. Do dự một chút, vẫn là chủ động hướng hắn đã đi tới. Hứa Thuần Lương đứng ở xa tiền không nhúc nhích, cười tủm tỉm kêu một tiếng Mai thư ký. Mai Như Tuyết đi vào Hứa Thuần Lương trước mặt một mét tả hữu địa phương dừng lại, còn lấy rụt rè cười, người vừa rồi như thế nào không có tới. Hứa Thuần Lương nói, như thế đại trường hợp ta liền không đi theo thêm phiền, hơn nữa ta bản thân phụ trách chính là giai đoạn trước chủ bị công tác. Mai Như Tuyết tưởng nói cái gì lại không biết từ đâu mà nói lên. Đến cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ hối thành một câu, cảm ơn ngươi vì ta làm hết thảy. Hứa Thuần Lương cười nói, chủ yếu là ngươi phối hợp hảo. Mai Như Tuyết mặt đằng liền đỏ, thằng nhãi này bất luận cái gì thời điểm cũng chưa lời hay, hai người chi gian về sau khẳng định muốn bảo trì khoảng cách, tuy rằng lần này phong ba đại sự hóa tiểu, nhưng là không đại biểu về sau sẽ không bị người lôi chuyện cũ, nàng chính mình đảo không có gì, nhưng rốt cuộc muốn bận tâm kiều ra thể diện. Mai Như Tuyết phi thường rõ ràng. Hứa Thuần Lương lần này đắc tội không ít người, Đông Châu một vài bắt tay đều đối hắn sinh ra không tốt cái nhìn, đối Hứa Thuần Lương tới nói, quanh thân chính trị sinh thái kịch liệt chuyển biến xấu đã không thích hợp hắn tiếp tục sinh tồn. Mai Như Tuyết rất tưởng tìm cơ hội cùng Hứa Thuần Lương hảo hảo nói chuyện, nhưng nàng lại sợ bị người ta nói nhàn thoại, rốt cuộc ở hoàn thành bị chụp cho nàng để lại thật sâu bóng ma. Hứa Thuần Lương nói, đừng làm cho khách nhân đợi lâu, có cơ hội lại liêu. Mai Như Tuyết gật gật đầu xoay người rời đi. Hứa Thuần Lương đánh xe rời đi thời điểm, nhìn đến đỉnh canh gác nội lý Đông Sơn, qua đi vị này áo thể trung tâm người phụ trách nhân vi không phối hợp Đông Châu chiêu thương đại hội bị hàng chức xử phạt, hiện tại phụ trách áo thể bãi đỗ xe quản lý. Lý Đông Sơn cũng nhận ra Hứa Thuần Lương, toát ra phẫn nộ cùng ảo não đan chéo biểu tình, hiện tại hắn mới biết được Hứa Thuần Lương không phải lãng đến hư danh, chính mình rơi xuống hiện giờ nông nỗi chỉ do gieo gió gặt bão. Hứa Thuần Lương hướng Lý Đông Sơn phất phất tay, chạm sai đội chính là kết cục này. Kỳ thật hắn lần này kết quả cũng hảo không đến chạy đi đâu, Tần Chính Dương đã cho hắn ám chỉ, làm hắn biết khó mà lui, tốt nhất rời xa Đông Châu. Chờ đèn đỏ thời điểm, Mai Như Tuyết phát tới một cái tin tức nghe nói Nghi Tân phong cảnh không tồi, vì sao không suy xét đi giải sầu. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, Mai Như Tuyết trong lòng là quan tâm hắn, hắn đã từng nghĩ tới từ chức, nhưng nếu như vậy cùng nhận thua lại có cái gì phân biệt. Nghi Tân một cái đã quen thuộc lại xa lạ địa phương, lệ thuộc Đông Châu. Khoảng cách Đông Châu xa nhất huyện cấp thị, nằm ở Đông Châu cùng tỉnh thành Nam Giang điểm giữa. Hứa Thuần Lương nhớ rõ Gia Gia thường xuyên nhắc tới nơi đó, qua đi lão nhân gia mỗi năm đều sẽ đi Lâm Hải Vọng Thu Sơn hái thuốc. Chỉ là Mai Như Tuyết phi gì sẽ nhắc tới Nghi Tân. Lâm Diệu Minh đối Hứa Thuần Lương tới xin nghỉ cũng không ngoài ý muốn, từ Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết tai tiếng truyền ra, hắn liền liệu định tiểu tử này sẽ không có kết cục tốt. Gần nhất mấy ngày phát sinh sự tình đã chứng minh rồi hắn suy đoán. Từ trước đến nay cuồng vọng Hứa Thuần Lương cũng bắt đầu kẹp chặt cái đuôi làm người, liền lễ khai mạc như thế phong cảnh thời khắc cũng chưa chủ động tham gia, hết thảy đều có vẻ như vậy không giống bình thường. Ngoài cuộc tỉnh táo, Lâm Diệu Minh xem đến phi thường rõ ràng,
Hứa Thuần Lương vi chiêu thương đại hội nơi sân vấn đề cùng Hoàng thị công tử Hoàng Văn Hải đã xảy ra xung đột, tuy rằng cuối cùng cường thế thắng lợi, nhưng cũng chạy thoát không được giết địch một vạn tự tổn hại 5.000 kết cục. Hoàng Văn Hải cho hấp thụ ánh sáng Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết tai tiếng, chuyện này bị áp xuống đi thực mau, hơn nữa công an cơ quan cũng chứng minh những cái đó từ Hoàng Văn Hải cung cấp ảnh chụp cùng video đều là máy tính hợp thành, bằng trả lại cho đương sự trong sạch. Từ trước mắt tình huống tới xem, Mai Như Tuyết một phương không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, vẫn cứ là Đông Châu từ từ dâng lên chính trị tân tinh, Hứa Thuần Lương liền không như vậy may mắn. Liền tính Lâm Diệu Minh không thích Hứa Thuần Lương, cũng cần thiết muốn thừa nhận năng lực của hắn. Lần này chiêu thương đại hội là Hứa Thuần Lương một tay chủ bị lên, quá trình khúc chiết không ngừng, mấy độ bị hắc, còn đã chịu điên cuồng fan vây đổ. Hôm nay ở lễ khai mạc thượng, đã ký tên hợp đồng vượt qua 500 triệu, lần này chiêu thương không thể nghi ngờ là lấy được thật lớn thành công, làm vi chiêu thương đại hội chủ sự đơn vị, thường ủy sẽ cũng được đến lãnh đạo khen ngợi. Lâm Diệu Minh nhìn Hứa Thuần Lương giấy xin phép nghỉ, không nhanh không chậm nói, tiểu Hứa A, như thế nào nghỉ như thế lâu? Hứa Thuần Lương nói, lần trước vi chiêu thương đại hội tăng ca tương đối nhiều, hiện tại sự tình xử lý xong rồi, đơn giản một lần hưu xong, chủ yếu là tưởng hảo hảo điều chỉnh một chút. Lâm Diệu Minh gật gật đầu, cầm lấy bút sảng khoái mà ký tên, hắn bỗng nhiên sinh ra nào đó dự cảm, Hứa Thuần Lương đại khái suất là sẽ không trở về đi làm. Uông thư ký đem tiểu tử này đặt ở thương ủy sẽ vốn dĩ chính là kế sách tạm thời, mục đích là dùng này đem khoái đao tới đối phó Hùng Hổ dọa người Nhạc Tinh tập đoàn. Không thể không thừa nhận. Từ Hứa Thuần Lương đi vào nơi này, thương ủy sẽ ở Đông Châu tồn tại cảm tăng cường rất nhiều. Hứa Thuần Lương đi vào thương ủy sẽ không bao lâu, đầu tiên giải quyết khỏe mạnh tập đoàn, đối mặt từng bước ép sát Nhạc Tinh tập đoàn, không chút nào lùi bước, Nhạc Tinh ở tại đàm phán không có chiếm được nhiều ít tiện nghi, hiện tại Nhạc Tinh tập đoàn đã xác định lưu tại Đông Châu, chỉ là đối tượng hợp tác có biến, đối Đông Châu tới nói có thể đem 15 tỷ Mỹ Kim đầu tư lưu lại cũng là một cái đáng được ăn mừng tin tức tốt. Nhạc Tinh cùng Đông Châu đạt thành chung nhận thức lúc sau, Hứa Thuần Lương tồn tại liền trở nên ý nghĩa không lớn, có thể dự kiến, nếu Hứa Thuần Lương thật đi rồi, thương ủy sẽ đem một lần nữa khôi phục ngày xưa yên lặng. Lâm Diệu Minh nói, tiểu Hứa, hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, trong khoảng thời gian này ngươi cũng rất mệt. Hứa Thuần Lương cười nói, Lâm thư ký, cho ngài thêm phiền toái. Lâm Diệu Minh đứng dậy đưa tiễn, vẫn luôn đem hắn đưa đến cửa, hắn không thích Hứa Thuần Lương. Nhưng là hắn thừa nhận tiểu tử này là cái làm thật sự người tài ba. Hứa Thuần Lương trở lại chính mình văn phòng thu thập đồ vật thời điểm, văn phòng chủ nhiệm Tề Minh Học đi tìm tới, hắn mấy ngày nay đều muốn tìm cơ hội hướng Hứa Thuần Lương xin lỗi, nhưng là Hứa Thuần Lương cả ngày thần long thấy đầu không thấy đuôi, vẫn luôn cũng không có thích hợp cơ hội. Tề Minh Học cũng không phải tay không lại đây, riêng cầm hai hộp lá trà, hắn đem lá trà đặt ở Hứa Thuần Lương bàn làm việc thượng. Hứa Thuần Lương nói, lão Tề, người đây là làm cái gì? Tề Minh Học nói, Hứa chủ nhiệm, nữ nhi của ta không hiểu chuyện cho ngài thêm phiền toái, này hai hộp lá trà ngươi nếm nếm. Hứa Thuần Lương nói, người trẻ tuổi dễ dàng xúc động, nàng cũng là bị người lợi dụng, lá trà ngươi lấy về đi, tâm ý ta lãnh. Nói lên chuyện này ta còn phải cảm ơn ngài, may mắn ngài đem cái kia hoa thần lột tới đáy cũng không còn, bằng không ta khuê nữ còn năm mê ba đạo, đầu óc đều bị hắn độc hại không bình thường. Tề Minh Học thuyết đến là lời từ đáy lòng, khuê nữ truy tinh truy đến tẩu hỏa nhập ma. Ở nàng trong mắt cái kia hoa thần là trên thế giới này hoàn mỹ nhất người, thậm chí so thân cha thân mụ còn quan trọng. Tuy rằng không có trực tiếp chứng cứ, nhưng đều nói là Hứa Thuần Lương ra tay vạch trần hoa thần gốc gác, Tề Minh Học khuê nữ từ bắt đầu không tin, đến liều mạng vi thần tượng tẩy trắng, ở càng ngày càng nhiều sự thật chứng cứ trước mặt hoàn toàn mộng toái, giống như bệnh nặng một hồi, bất quá nàng tốt xấu nhịn qua tới, trải qua lần này lúc sau, cư nhiên một lần nữa đem tinh lực đặt ở học tập thượng, thế nhưng đã xảy ra thoát thai hoán cốt biến hóa. Hứa Thuần Lương nói, lão Tề, về sau ngàn vạn đừng làm cho ngươi khuê nữ tiến giới giải trí, bên trong người xấu quá nhiều. Tề Minh Học liên tục gật đầu, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là cổ đủ dũng khí hỏi, Hứa chủ nhiệm, ta nghe nói ngài muốn điều đi. Hứa Thuần Lương cười nói, ai nói? Tề Minh Học nói, bên ngoài đều như thế nói. Hứa Thuần Lương nói, gần nhất quay chung quanh ta lời đồn có điểm nhiều, không sao cả, sắt nhiều không ngứa nợ nhiều không lo, miệng mọc ở người khác trên người. Làm cho bọn họ chỉ lo nói đi thôi. Tề Minh Học nói, Hứa chủ nhiệm, ngài tới thương ủy sẽ thời gian tuy rằng không dài, nhưng là ngài cống hiến rõ như ban ngày. Hứa Thuần Lương nói, lời này nói được, cùng ta thật muốn đi dường như. Tề Minh Học chạy nhanh nói, ta không kia ý tứ, ngài tốt nhất có thể lưu lại, liền ngài này công tác năng lực khẳng định có thể đem đơn vị làm to làm lớn.
Hứa Thuần Lương di động vang lên, Tề Minh Học đúng lúc cáo từ. Hứa Thuần Lương nhìn lướt qua điện thoại, là Diệp Thanh Nhã đánh tới, phỏng chừng là kêu hắn đi kinh thành ăn Tết. Chuyển được lúc sau, quả nhiên, Diệp Thanh Nhã đại biểu Diệp lão kêu hắn sớm một chút đi kinh thành ăn Tết. Hứa Thuần Lương nói, Thanh Nhã tỷ, ta bên này còn phải vội mấy ngày. Diệp Thanh Nhã nói, có cái gì nhưng vội, có một số việc giải thích là vô dụng, cùng với phí lời giải thích, còn không bằng nhanh chóng rời xa thị phi vòng. Hứa Thuần Lương nghe ra nàng ý ngoài lời, khẳng định là nghe nói chính mình cùng Mai Như Tuyết tai tiếng, cười nói, Thanh Nhã tỷ, người có phải hay không nghe nói cái gì? Diệp Thanh Nhã nói, ta mới lười đến nghe những cái đó đồn đãi vớ vẩn, sớm một chút lại đây đi, ra ra tưởng ngươi. Hứa Thuần Lương vốn muốn hỏi một câu ngươi đâu, nhưng lời nói đến bên môi lại nuốt trở vào, có chút lời nói vẫn là chôn ở trong lòng hảo. Buổi chiều, Lục Minh lại đây tìm hắn, nói là Viên Hoàng Bình thỉnh bọn họ đi Ẩn Long thư viện uống trà, Hứa Thuần Lương ở cục dân chính thời điểm cùng Viên Hoàng Bình đánh quá vài lần giao tế, gần nhất đi thương ủy sẽ lúc sau, cùng Viên Hoàng Bình lại vô liên lạc, không biết như thế nào đột nhiên nhớ tới thỉnh chính mình uống trà. Trên đường Lục Minh nói cho Hứa Thuần Lương lão nhà tang lễ miếng đất kia đã thành giao, đấu giá thành công chính là Thiên Phàm tập đoàn. Hứa Thuần Lương trong lòng ngẩn ra, tối hôm qua cùng Mặc Hàm gặp mặt khi lời nói nảy lên trong lòng, Thiên Phàm tập đoàn hiện tại lão bản là Hứa Đông Nhai, mà Hứa Đông Nhai cùng Viên Hoàng Bình cùng Vi Ngàn Môn Tứ Thiên Vương, không biết Viên Hoàng Bình ở trong đó lại khởi đến như thế nào tác dụng, liên tưởng khởi Thiên Phàm tập đoàn đã tiếp thu Uông Chính Đạo ở Trung Hàn sản nghiệp viên cổ phần, xem ra cái này Thiên Phàm tập đoàn đã toàn diện xuất kích Đông Châu. Hai người đi vào Ẩn Long thư viện, Viên Hoàng Bình ra cửa đón chào, một đoạn thời gian không gặp, cư nhiên xúc nổi lên tóc dài, toát ra vài phần tiên phong đạo cốt khí chất. Hứa Thuần Lương cười nói, Viên tiên sinh phong thái càng hơn vãng thích. Viên Hoàng Bình mỉm cười nói, sơn dã người, Hứa chủ nhiệm liền không cần chê cười. Lục Minh nói, Viên tiên sinh, người ta cho ngươi mời tới. Hứa Thuần Lương nói, Viên tiên sinh tìm ta còn cần thông qua ngươi. Lục Minh nói, xem ra Viên tiên sinh nhận vi cùng ta quan hệ càng gần một ít. Ba người đều nở nụ cười, Viên Hoàng Bình thỉnh bọn họ đi trong nhà uống trà, hôm nay thỉnh Hứa Thuần Lương lại đây là có nguyên nhân, Viên Hoàng Bình tân được mấy phó giáp cốt bản dập, đặc biệt hướng Hứa Thuần Lương thỉnh giáo. Hứa Thuần Lương có chút kỳ quái, chính mình hiểu giáp cốt văn sự tình rất ít người biết, Viên Hoàng Bình lại là từ chỗ nào biết được. Viên Hoàng Bình cũng không giấu giếm, nói cho Hứa Thuần Lương, Bạch Mộ Sơn sinh thời cùng hắn quen biết, hai người một lần đàm luận quá, Viên Hoàng Bình khen tặng Bạch Mộ Sơn là quốc nội giáp cốt văn đứng đầu chuyên gia, quốc nội không người có thể cập, Bạch Mộ Sơn nói không dám nhận, kỳ thật Đông Châu liền có vị người trẻ tuổi ở giáp cốt văn phương diện tạo nghệ muốn vượt qua chính mình, người này chính là Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương nghĩ thầm dù sao Bạch Mộ Sơn đã chết, hắn có hay không nói qua cũng không biết, bất quá nhưng thật ra đối Viên Hoàng Bình bản dập nội dung sinh ra một ít hứng thú. Viên Hoàng Bình đem bản dập đưa ra cấp Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương cầm lấy nhìn một chút, đều là Hoàng đế nội kinh thiên dưỡng thiên bộ phận, xem ra lúc trước vẫn có không ít sói mòn tới rồi bên ngoài. Hứa Thuần Lương sau khi xem xong lắc lắc đầu, Viên tiên sinh xem trọng ta, này mặt trên ta chỉ nhận thức mấy cái. Hắn đem trong đó mấy chữ chỉ ra tới, trong lòng thầm nghĩ, cái này Viên Hoàng Bình lấy ra bản dập ra sao dụng ý. Thiệt tình thỉnh giáo khả năng tính không lớn, chẳng lẽ là vi thử chính mình. Chẳng lẽ Viên Hoàng Bình thản năm đó ăn trộm long cốt án tử cũng có liên hệ. Viên Hoàng Bình nói, ta cũng chỉ là tò mò, bằng hữu tặng cho ta, ta tưởng phiếu hảo treo lên tới, lại lo lắng không hiểu nội dung, về sau làm trong nghề nhìn đến làm trò cười cho thiên hạ. Hứa Thuần Lương nói, tuy rằng ta không quen biết toàn bộ, nhưng là có thể kết luận này đó bản dập cùng y học có quan hệ, không dối gạt Viên tiên sinh, lúc trước chúng ta hồi xuân đường liền cất chứa không ít long cốt, khi đó cũng không biết chân quý, làm vi dược dùng. Lục Minh nói, việc này ta có nghe nói. Sau lại Hứa lão tiên sinh đem long cốt đều quyên tặng cho Đông Châu Viện Bảo tàng. Viên Hoàng Bình nói, Hứa lão tiên sinh khí khái làm người khâm phục. Hứa Thuần Lương nói, Viên tiên sinh, ta mạo muội hỏi một câu, này bản dập là cái gì người tặng cho ngươi? Viên Hoàng Bình nói, ta một vị lão bằng hữu, lại nói tiếp hắn cùng ngươi cùng họ, kêu Hứa Đông Nhai. Hứa Thuần Lương vốn dĩ vì Viên Hoàng Bình sẽ không thống thống khoái khoái nói ra, không thể tưởng được hắn cư nhiên sảng khoái nói, Hứa Thuần Lương cố ý nói. Hứa Đông Nhai tên này ta giống như nghe nói qua. Viên Hoàng Bình mỉm cười nói, ta một vị lão hữu, hắn gần nhất sẽ đến Đông Châu, các ngươi khẳng định có cơ hội gặp mặt, nói lên hắn a, tuyệt đối xưng là một vị truyền kỳ nhân vật. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, Ngàn Môn Tứ Thiên Vương đương nhiên truyền kỳ, hiện tại Ngàn Môn Tứ Thiên Vương chính mình đều gặp qua,
trong đó hai người đi tới Đông Châu, không biết muốn quấy như thế nào Phong Vân. Nhưng vô luận bọn họ muốn làm cái gì, chính mình cùng bọn họ ngắn hạn nội ứng nên sẽ không có chính diện giao phong khả năng. Viên Hoàng Bình người này đến tột cùng là địch là bạn còn khó mà nói, vừa mới bắt đầu nhận thức hắn thời điểm, nhận vi người này muốn đánh chuyển bá quốc học danh nghĩa vất tiền, sau lại trải qua tiếp xúc phát hiện, người này cũng không trải qua trái pháp luật sự tình, làm việc là lướt tám mặt, còn ham thích với xã hội từ thiện. Viên Hoàng Bình phao hảo trà, thỉnh bọn họ chậm dùng, chính mình bưng lên chủ nhân ly, phẩm khẩu nhục quế, nhẹ giọng nói, Hứa chủ nhiệm gần nhất công tác không quá thuận lợi đi. Hứa Thuần Lương cười nói, đại sư chính là đại sư, thật sự là cái gì đều không thể gạt được ngươi. Lục Minh nói, viên đại sư thiên văn địa lý, chu dịch bát quái không chỗ nào không thông. Viên Hoàng Bình cười nói, lục cục ngàn vạn không cần như thế nói, các ngươi đều là thuyết vô thần giả, ta cũng không phải tự cấp Hứa chủ nhiệm xem tướng, mà là gần đây nghe nói một ít đồn đãi. Lục Minh nói, đồn đãi vớ vẩn cười cho qua chuyện. Hắn đương nhiên rõ ràng chính mình vị này tiểu lão đệ gần nhất chính chịu đủ đồn đãi bối rối, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Hứa Thuần Lương lần này chỉ sợ rất khó thuận lợi quá quan, đây cũng là thể chế nội không ít người chung nhận thức, tuy rằng Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết tai tiếng được đến làm sáng tỏ, nhưng là Uông Kiến Thành cùng Mai Như Tuyết giải trừ hôn ước lại là không tranh sự thật. Viên Hoàng Bình nói, Hứa chủ nhiệm có phải hay không phải rời khỏi Đông Châu? Hứa Thuần Lương đài đầu nhìn Viên Hoàng Yên ổn mắt, trong lòng có chút kinh ngạc, chính mình chỉ là sinh ra rời đi Đông Châu ý niệm, trước mắt cũng chỉ có số ít người biết, Viên Hoàng Bình lại là từ nơi nào được đến tin tức. Lục Minh cũng là cả kinh, bất quá hắn nhận vi Hứa Thuần Lương rời đi Đông Châu cũng không mất vì một cái thực tốt lựa chọn, rốt cuộc Hứa Thuần Lương đã đắc tội Uông Kiến Minh, ở Uông Kiến Minh nhậm chức trong lúc, Hứa Thuần Lương rất khó lại có tăng lên cơ hội. Hứa Thuần Lương nói, Viên tiên sinh lại là từ nơi nào được đến tin tức. Viên Hoàng Bình nói, chỉ là cá nhân suy đoán, quân tử không lập nguy tưởng dưới. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, ta tình cảnh liền như thế ác liệt. Lục Minh Tâm nói còn không ác liệt, ngươi liền Uông Kiến Minh đều đắc tội. Viên Hoàng Bình mỉm cười nói, Hứa chủ nhiệm nhận thức Trần Thiên Phàm sao? Hứa Thuần Lương gật gật đầu nói, ta cùng hắn là đồng học. Viên Hoàng Bình nói, ngươi đối hắn hiểu biết sao? Hứa Thuần Lương ý thức được Viên Hoàng Bình thỉnh chính mình lại đây chủ yếu mục đích nguyên lai là vì Trần Thiên Phàm, hắn bưng lên chén trà uống khẩu trà đạo, ta đối bất luận kẻ nào cũng không dám nói nhỏ dài, cũng lười đến đi tìm hiểu người khác, rốt cuộc người cùng người chi gian vẫn là muốn bảo trì thích hợp biên giới cảm. Lục Minh nói, tán thành, muốn hiểu biết người khác cũng không dễ dàng, mỗi người đều có tính hai mặt, người trước người sau biểu hiện đều không giống nhau. Viên Hoàng Bình nói, tin tưởng nhị vị hẳn là có điều nghe thấy. Uông Chính Đạo ở Trung Hàn sản nghiệp viên số định mức đã chuyển nhượng cho Thiên Phàm Tập đoàn, trước đây Trần Thiên Phàm đem Thiên Phàm Tập đoàn bán cho Hứa Đông Nhai, hắn không hề kiềm giữ Thiên Phàm Tập đoàn cổ phần. Hứa Thuần Lương nói, Viên tiên sinh cùng chuyện này có quan hệ sao? Viên Hoàng Bình gật gật đầu, ta có được Thiên Phàm Tập đoàn 20% cổ phần. Hứa Thuần Lương nói, chúc mừng, nói như thế tới, Viên tiên sinh cũng gia nhập Trung Hàn sản nghiệp viên hạng mục. Viên Hoàng Bình nói, thật không dám giấu giếm, ta chỉ là đi theo đầu tư, cũng không tham gia cụ thể kinh doanh quản lý, ta chân chính hứng thú vẫn là dạy học và giáo dục, phát huy mạnh quốc học văn hóa. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm than, chính mình gặp qua như vậy nhiều người, giống Viên Hoàng Bình loại này có thể đem trang bức tiến hành rốt cuộc thật đúng là không nhiều lắm thấy. Lục Minh nói, Viên tiên sinh thư viện hạng mục tính toán khi nào khởi công. Trung Hàn sản nghiệp viên về sau như thế nào phát triển cùng văn lữ cục quan hệ không lớn. Nhưng là lão hỏa táng chàng miếng đất kia nhưng thật ra cùng Lục Minh cùng một nhịp thở, hắn muốn giám sát Viên Hoàng Bình dùng để làm văn lữ hạng mục, mà không phải treo đầu dê bán thịt chó đại làm điền sản, rốt cuộc mấy năm nay thảm thống tiền lệ quá nhiều. Viên Hoàng Bình nói, đã ở thiết kế phương án xác định lúc sau lập tức khởi công. Lục Minh Tâm nói người cùng chưa nói giống nhau. Viên Hoàng Bình tiếp theo đề tài vừa rồi nói, Trần Thiên Phàm người kia hảo sinh kỳ quái, từ hoàn thành chuyển nhượng thủ tục lúc sau. Liền rốt cuộc liên hệ không thượng hắn. Hứa Thuần Lương tỏ vẻ chính mình cũng thật lâu không cùng Trần Thiên Phàm liên hệ quá, đến nỗi hắn hiện tại vội cái gì chính mình cũng không rõ ràng lắm. Viên Hoàng Bình cũng không có tiếp tục ở cái này đề tài thượng dây dưa. Lúc này bên ngoài lại có khách nhân tới, Viên Hoàng Bình thỉnh bọn họ chờ một lát, đứng dậy đi bên ngoài nghênh đón. Hứa Thuần Lương nói, Viên tiên sinh đã có khách quý, chúng ta liền không làm phiền. Lục Minh cũng đi theo đứng dậy. Viên Hoàng Bình nói, hai vị không cần phải gấp gáp rời đi, là ta lão hữu Hứa Đông Nhai, đại gia nhận thức một chút, về sau không tránh được giao tiếp. Hứa Thuần Lương nghe hắn như thế vừa nói,
cũng liền đánh mất rời đi ý niệm, hắn nhưng thật ra muốn kiến thức một chút vị này ngàn môn đại nhân vật. Lục Minh không hiểu biết trên giang hồ sự tình, hiện tại Thiên Phàm tập đoàn cao điệu tiến vào Đông Châu, thân vi văn lữ cục trường hắn cũng tưởng kết bạn một chút Thiên Phàm lão tổng, nhìn xem có thể hay không có chiều sâu hợp tác cơ hội. Viên Hoàng Bình bồi một vị trung niên nam tử đi vào trà thất, Hứa Thuần Lương nhìn thấy người tới là lúc không khỏi trợn mắt há hốc mồm, Lục Minh cũng là lắp bắp kinh hãi, cái này Hứa Đông Nhai như thế nào như thế giống Hứa Thuần Lương lão cha. Không chút nào khoa trương mà nói, Hứa Đông Nhai cùng Hứa Gia Hiên tướng mạo có 8 phần tương tự, chỉ là Hứa Đông Nhai có vẻ càng tang thương một ít, đầu tóc hoa râm, khuôn mặt lạnh lùng ít khi nói cười, khí chất thượng cũng cùng bất cần đời Hứa Gia Hiên một trời một vực. Lục Minh nhìn Hứa Thuần Lương liếc mắt một cái, ở hắn xem ra Hứa Đông Nhai 8-9 phần 10 là Hứa Thuần Lương thân thích, là hắn thân đại gia đều có khả năng. Hứa Thuần Lương trong lòng cũng là buồn bực cực kỳ, trước nay không nghe lão cha nói qua hắn còn có đồng bào huynh đệ, gia gia sinh thời cũng không nhắc tới quá còn có đứa con trai. Nhưng này cũng quá giống đi. Hứa Thuần Lương nhận vi Hứa Gia Hiên cùng Hứa Đông Nhai lớn lên giống. Lục Minh cái này người đứng xem lại ở tìm Hứa Thuần Lương cùng Hứa Đông Nhai điểm giống nhau, bọn họ hai người cũng có chút giống a. Lục Minh trong lòng thầm nghĩ, khẳng định là cùng căn cùng tộc, không sai. Đại khái suất có huyết thống quan hệ. Viên Hoàng Bình hướng Hứa Đông Nhai cười nói, Đông Nhai huynh, ta tới vì ngươi giới thiệu, vị này chính là chúng ta Đông Châu Văn Lữ Cục Lục Cục trưởng. Hứa Đông Nhai chủ động vươn tay cùng Lục Minh nắm tay, ngoài miệng nói hạnh ngộ, nhưng trên mặt vẫn là không có nụ cười. Đông Châu Thương ủy sẽ Hứa chủ nhiệm. Hứa Thuần Lương cùng Hứa Đông Nhai nắm tay, cảm giác Hứa Đông Nhai lòng bàn tay dày rộng thô ráp, che kín vết chai, tuy rằng nhẹ nhàng nắm chặt cũng có thể đủ cảm giác được lực lượng của đối phương, người này nhất định là cái người biết võ. Hứa Đông Nhai ánh mắt nhìn thẳng Hứa Thuần Lương, Hứa chủ nhiệm thật là tuổi trẻ có vi a. Hứa Thuần Lương nói, ta chính là một cái bình thường làm việc nhân viên, Hứa tổng đại cử. Hứa Đông Nhai khóe môi cư nhiên lộ ra một tia khó được ý cười. Viên Hoàng Bình nói, lại nói tiếp đều là người một nhà, đại gia mau mời ngồi. Hứa Thuần Lương nói, không quấy rầy, ta cùng Lục Cục còn có công sự muốn làm, về sau có cơ hội lại liêu. Viên Hoàng Bình nói, ăn cơm xong lại đi đi. Hứa Thuần Lương lắc lắc đầu, mỉm cười nói, các ngươi chậm rãi liêu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Viên Hoàng Bình ra tới đưa tiễn, Hứa Đông Nhai vẫn chưa đứng dậy. Hứa Thuần Lương cùng Lục Minh rời đi Ẩn Long thư viện lúc sau, Lục Minh cảm thán nói, thật giống a, người có hay không cảm thấy cái kia Hứa Đông Nhai lớn lên cùng ngươi ba rất giống. Hứa Thuần Lương nói, như thế nào nghe giống mắng ta. Lục Minh nhịn không được nở nụ cười, không cái kia ý tứ, ta là ăn ngay nói thật. Hứa Thuần Lương nói, ta ba không có huynh đệ. Đường huynh đệ đâu? Hứa Thuần Lương lắc lắc đầu, hắn cũng không hiểu biết. Lục Minh kiến nghị nói, nếu không làm Lục Kỳ giúp ngươi cha cha, nhìn xem cái này Hứa Đông Nhai cùng ngươi rốt cuộc có hay không thân thích quan hệ. Hứa Thuần Lương nói, Minh ca, chúng ta giống như vừa mới liêu quá biên giới cảm đề tài. Lục Minh ngượng ngùng nở nụ cười, lão đệ, ta nhưng không có thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ ý tứ, ta chính là cảm thấy hai người các ngươi lớn lên quá giống. Viên Hoàng Bình cấp Hứa Đông Nhai đổ ly trà, lẳng lặng đánh giá Hứa Đông Nhai biểu tình, hắn tự hỏi ở xem tướng phương diện có tương đương tạo nghệ. Nhưng là đối quen biết nhiều năm Hứa Đông Nhai vẫn cứ nắm lấy không ra, người này tâm cơ quá sâu, liền tính là Viên Hoàng Bình cũng vô pháp nhìn trộm hắn nội tâm thế giới. Cuối cùng vẫn là Viên Hoàng Bình chủ động đánh vỡ trầm mặc, ta từ lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Thuần Lương liền cảm thấy các ngươi lớn lên rất giống. Hứa Đông Nhai không nói chuyện, lặng lặng phẩm trà. Viên Hoàng Bình lại nói, ngươi cùng hắn lại trùng hợp đều họ Hứa. Hứa Đông Nhai nói, trùng hợp đi. Viên Hoàng Bình nói, Hứa lão gia tử đi thời điểm, người ủy thác ta đưa quá vòng hoa. Hứa Đông Nhai nói, hắn đối ta có ân. Viên Hoàng Bình gật gật đầu, không có tiếp theo đi xuống nói. Hứa Đông Nhai uống xong kia ly trà, đem không ly đặt ở trên bàn, nhìn Viên Hoàng Bình giúp chính mình tục thượng. Viên Hoàng Bình nói, người hói đầu cùng Khương Ngọc Thành cấu kết, ta hoài nghi Tiết Nhân Trung đã cùng bọn họ hợp tác rồi. Hứa Đông Nhai khinh thường nói, ếch ngồi đáy giếng hạng người. Viên Hoàng Bình nói, Đông Nhai huynh, ta có chuyện trước sau không quá minh bạch, người vì cái gì muốn thu mua Thiên Phàm tập đoàn? Hứa Đông Nhai không có trả lời hắn vấn đề, có lẽ là không nghĩ, có lẽ là cảm thấy vấn đề này phi thường nhàm chán, có lẽ hắn vốn dĩ thành thói quen trầm mặc mà chống đỡ, hắn mới sẽ không bận tâm người khác cảm thụ, chẳng sợ người này là Viên Hoàng Bình. Uông Kiến Minh về đến nhà đã là buổi tối 9 giờ, Dị Uyển Oánh ngồi ở phòng khách một bên đọc sách một bên chờ hắn,
thấy hắn trở về, đứng dậy nói, ta đi cho ngươi đánh bồn nước ấm phao chân. Uông Kiến Minh nói, không cần, ta còn có chút công tác muốn xử lý. Dị Uyển Oánh thở dài nói, công tác quan trọng, thân thể giống nhau quan trọng, ngươi ăn cơm không có. Uông Kiến Minh gật gật đầu, nói cho nàng buổi tối mở tiệc chiêu đãi Quang Địch khoa học kỹ thuật người phụ trách. Dị Uyển Oánh biết Quang Địch ô tô đã quyết định đầu tư 300 triệu ở Đông Châu xây dựng sản nghiệp căn cứ sự tình, nhẹ giọng nói, nghe nói lần này chiêu thương đại hội phi thường thành công, tổng thành giao kim ngạch vượt qua 100 tỷ. Uông Kiến Minh đạm nhiên nói, có chút chỉ là cắm cọc tiêu hiệp nghị, cụ thể rơi xuống đất có thể có một nửa liền không tồi. Dị Uyển Oánh nói, 500 triệu cũng là khó lường thành tích. Uông Kiến Minh gật gật đầu, vô pháp phủ nhận lần này chiêu thương hoạt động thành công, chính như hắn vô pháp phủ nhận Hứa Thuần Lương vi này sở làm cống hiến. Dị Uyển Oánh nói, buổi tối yến hội Mai Như Tuyết có hay không tham dự? Uông Kiến Minh nói, nàng làm vi tân hồ khu mới người phụ trách đương nhiên muốn đi, Quang Địch ô tô sản nghiệp căn cứ về sau liền lạc hộ ở nàng khu trực thuộc. Dị Uyển Oánh nói, thật đúng là nhìn không ra tới, Mai Như Tuyết tiền nhiệm không lâu liền làm ra như thế đại thành tích. Uông Kiến Minh mơ hồ đoán được thê tử muốn đem đề tài dẫn tới đi phương nào, đứng dậy nói, ta còn là trước tắm rửa một cái. Dị Uyển Oánh nói, Hứa Thuần Lương cũng đi tham gia sao? Uông Kiến Minh lắc lắc đầu, ta chưa thấy được hắn. Dị Uyển Oánh nói, ta nhưng nghe nói hắn là lần này chiêu thương đại hội công thần, vì cái gì ngươi không cho hắn đi? Uông Kiến Minh có chút bất đắc dĩ mà nhìn thê tử, ta nhưng không có nói qua không cho hắn tham dự, là chính hắn không có tới. Dị Uyển Oánh nói, hắn là vi tị hiềm đâu vẫn là không dám đi. Uông Kiến Minh nói, không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, hắn có cái gì sợ quá. Dị Uyển Oánh nói, sợ ngươi à. Uông Kiến Minh dở khóc dở cười nói, Uyển Oánh, ngươi cùng ta kết hôn như thế nhiều năm, ta là cái gì người ngươi còn không rõ ràng lắm. Ta luôn luôn quang minh lỗi lạc công tư phân minh. Dị Uyển Oánh nói, ta đương nhiên rõ ràng ngươi vi người, thật có chút sự ngươi ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn là để ý. Uông Kiến Minh nói, ngươi cái gì thời điểm cũng bắt đầu học được quanh co lòng vòng. Dị Uyển Oánh thở dài nói, Kiến Thành cùng Mai Như Tuyết giải trừ hôn ước sự tình làm Uông gia thực không có mặt mũi đi. Uông Kiến Minh lắc lắc đầu, chuyện này ta tìm nhị thúc nói qua, là hắn chủ động đưa ra giải trừ hôn ước, nói là không muốn nhân vi chuyện này bị thương hai nhà hòa khí. Dị Uyển Oánh nói, Kiến Minh, kỳ thật ta từ lúc bắt đầu liền không tán đồng việc hôn nhân này, Kiến Thành thích không phải Mai Như Tuyết, Mai Như Tuyết thích cũng không phải hắn, ngươi cũng biết đúng hay không? Uông Kiến Minh nói, không thích liền không cần đáp ứng sao? Bọn họ vợ chồng hai lúc trước cũng tao ngộ gia tộc phản đối, nhưng bọn họ chống đỡ được thật mạnh áp lực, cuối cùng đi tới cùng nhau, Uông Kiến Minh cũng không nhận vi gia tộc vinh quang yêu cầu thông qua liên hôn phương thức này đi phát huy, hắn cũng không tán đồng Uông Kiến Thành cùng Mai Như Tuyết việc hôn nhân. Nhưng nhị thúc Uông chính đạo một hai phải kiên trì. Dị Uyển Oánh nói, Kiến Minh, gần nhất tuy rằng đã xảy ra rất nhiều làm Uông gia đã chịu ảnh hưởng sự tình, nhưng ta lại có chút vui mừng. Uông Kiến Minh nhíu nhíu mày, minh bạch thê tử cùng gia tộc chi gian tồn tại rất sâu ngăn cách, nhưng là đương gia tộc vinh dự bị hao tổn thời điểm nàng cũng không nên biểu hiện ra ngoài cao hứng đi. Vô luận nàng thừa nhận cùng không đều là Uông gia một phần tử. Dị Uyển Oánh nói, ngươi không cần hiểu lầm, ta không phải vui sướng khi người gặp họa. Mà là vì ngươi cảm thấy vui mừng, nhị thúc thông qua Trung Hàn sản nghiệp viên đầu tư Đông Châu, tựa như một khối thật lớn cục đá đè ở ta trong lòng, ta biết ngươi cũng không nghĩ, nhưng ngươi thay đổi không được, ta tổng cảm thấy nhị thúc người kia làm người cân nhắc không ra, nói hồi Kiến Thành cùng Tiểu Tuyết việc hôn nhân, kỳ thật hai nhà đã sớm giải trừ hôn ước, nhị thúc cũng vẫn luôn không có nhân vì chuyện này mà không mau. Ta nhớ rõ ngươi đã từng nói qua, hắn trong xương cốt là khinh thường Tiểu Tuyết xuất thân. Uông Kiến Minh nói, sự tình đều đi qua. Dị Uyển Oánh nói, nguyên nhân chính là vì đi qua ta mới muốn nói, nhị thúc vì cái gì lại muốn chuyện xưa nhắc lại. Kiến Thành biến thành dáng vẻ kia, còn phải hướng Kiều gia cầu hôn, Kiều gia sở dĩ đáp ứng, tuyệt không phải vì lúc trước hứa hẹn, mà là nhân vì nhị thúc vận dụng thủ đoạn. Uông Kiến Minh có chút bất an, hắn không nghĩ tới thê tử đối chỉnh sự kiện xem đến như thế thông thấu, hắn cũng cảm thấy Kiều gia đáp ứng thực hiện hôn ước có chút kỳ quái, nhưng hắn lại không có phương tiện dò hỏi tới cùng. Dị Uyển Oánh nói, khi ta vừa mới nghe nói hôn ước đột nhiên giải trừ, ta cũng lấy vì là Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết cũ tình tái phát, nhưng sau lại ta mới biết được là nhị thúc chủ động đưa ra. Uông Kiến Minh gật gật đầu, nhị thúc tự mình hướng hắn giải thích quá, từ nhị thúc nói nhìn không ra hắn đối Mai Như Tuyết cùng Hứa Thuần Lương thù hận. Dị Uyển Oánh nói, có hay không phát hiện, nhị thúc trải qua chuyện này bỗng nhiên trở nên thông tình đạt lý, hắn không muốn đi trả thù ai,
còn chủ động từ giữa Hàn sản nghiệp viên Triệt Tư, ta không sợ ngươi trách ta, nhị thúc ở Đông Châu làm một ngày sinh ý, ta liền lo lắng ngươi sẽ bị hắn liên lụy, ngươi sở dĩ có thể đi đến hôm nay không có dựa hắn hỗ trợ, về sau cũng là giống nhau. Uông Kiến Minh nói, Uyển Oánh, ngươi chỉ lo yên tâm. Dị Uyển Oánh nói, không phải ta muốn vì Hứa Thuần Lương nói tốt, mà là hắn thật là cái kiên định làm việc người trẻ tuổi, ngươi hẳn là rõ ràng năng lực của hắn cùng nhiệt tình, đến nỗi hắn cảm tình thượng sự tình, cũng không giống như là ngươi quản lý phạm trù. Uông Kiến Minh không nhịn được mà bật cười, thê tử chính là ở vì Hứa Thuần Lương nói tốt ha. Dị Uyển Oánh nói câu không dễ nghe, ngươi nếu nhân vi ngoại giới đồn đãi mà trả thù Hứa Thuần Lương, ngươi sẽ không sợ người khác nói ngươi qua cầu rút ván, phát tranh bỏ vỏ. Uông Kiến Minh nói, ta khi nào trả thù hắn, hắn hiện tại vẫn là ở nguyên lai vị trí thượng công tác. Dị Uyển Oánh nói, gần nhất lời đồn đãi ta cũng nghe tới rồi không ít, nhưng làm vi lời đồn đãi đề cập hai cái đương sự, Mai Như Tuyết lông tóc chưa tổn hại vẫn cứ tiếp tục được đến trọng dụng, mà Hứa Thuần Lương lại liền tham gia khánh công yến tư cách đều không có, ngươi cảm thấy công bằng sao? Uông Kiến Minh không nói chuyện, thê tử hiển nhiên còn không rõ, thể chế nội nào có tuyệt đối công bằng. Dị Uyển Oánh nói, đơn giản là bởi vì vi Mai Như Tuyết có bối cảnh, mà Hứa Thuần Lương chỉ là một người bình thường ra xuất thân hài tử, ta tạm thời bất luận đồn đãi chân thật cùng không, liền tính bọn họ hai người thực sự có cái gì, cũng không phải Hứa Thuần Lương một người sai, vì cái gì muốn đem sở hữu trách nhiệm cùng sai lầm đều đổ lỗi đến Hứa Thuần Lương một người trên người. Hứa Thuần Lương không phản kháng không phải nhân vì hắn sợ ngươi, mà là hắn phải cho các ngươi giữ lại thể diện. Uông Kiến Minh nhìn thê tử, hắn bỗng nhiên minh bạch, thê tử cũng là người thường ra xuất thân, có lẽ Hứa Thuần Lương gần nhất tao ngộ gợi lên nàng đối chuyện cũ hồi ức, gợi lên nàng trong lòng ủy khuất, cho nên nàng mới có thể vì Hứa Thuần Lương phát ra tiếng. Uông Kiến Minh nói, Uyển Oánh, ngươi yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt chuyện này. Dị Uyển Oánh nói, ngươi nếu xử lý không lo, Diệp gia cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến đi. Uông Kiến Minh nhạy bén đã nhận ra cái gì, Diệp Thanh Nhã tìm ngươi. Dị Uyển Oánh nói, chỉ là tỏ vẻ một chút quan tâm. Uông Kiến Minh thở dài nói, cái này Hứa Thuần Lương a thật đúng là có thể lăn lộn. Dị Uyển Oánh nói, hắn cũng không biết, bất quá ta nghe rõ Nhã nói, hắn hai ngày này liền đi kinh thành bồi Diệp lão ăn Tết. Uông Kiến Minh tâm nói, ta còn không có thế nào Hứa Thuần Lương đâu, các ngươi từng cái nhảy ra cầu tình, liền lão bà của ta đều ra tới phản đối ta, nhưng tiểu tử này lần này chơi đến quá mức, nếu không phải ta cấp ngăn chặn, sự tình còn không biết muốn nháo đến như thế nào nông nỗi, ảnh chụp cùng video đều là chứng cứ. Hắn châm trước một chút nói, giam với trước mắt tình huống, hắn cùng Mai Như Tuyết không thích hợp tiếp tục ở bên nhau công tác. Dị Uyển Oánh nói, làm hắn đi nghi tân đi. Uông Kiến Minh kinh ngạc nhìn thê tử, nàng rất ít can thiệp chính mình công tác, hiện tại cư nhiên chủ động cấp Hứa Thuần Lương an bài nổi lên hướng đi, hắn thực mau liền ngộ tới rồi, khẳng định là có người tìm thê tử cầu tình, người này hẳn là đối Đông Châu hành chính phân chia, tổ chức kết cấu phi thường rõ ràng. Uông Kiến Minh cái thứ nhất nghĩ tới Tần Chính Dương, bất quá hắn lập tức lại phủ định cái này khả năng, Tần Chính Dương là không cái này lá gan, hắn ở Dị Uyển Oánh trước mặt cũng nói không nên lời. Lớn nhất khả năng chỉ có thể là Mai Như Tuyết, có lẽ còn có Diệp Thanh Nhã. Thê tử chưa chắc cấp Mai Như Tuyết mặt mũi, nhưng là nàng nhất định sẽ cho Diệp Thanh Nhã mặt mũi. Uông Kiến Minh nói, làm ta suy xét một chút. Dị Uyển Oánh nói, có cái gì nhưng suy xét, nhân tài như vậy ngươi không cần, chỉ sợ cũng bị người khác cấp lộng đi rồi, ngươi thật sự lấy vi Diệp ra còn không thể giúp hắn an bài một phần thích hợp công tác. Uông Kiến Minh nói, ngươi lúc trước cùng ta nói rồi cái gì tới. Không can thiệp ta công tác thượng sự tình, ngươi hôm nay là xảy ra chuyện gì. Dị Uyển Oánh nói, ta thiếu tiểu Hứa một ân tình, hắn trị hết ta bệnh. Uông Kiến Minh đương nhiên rõ ràng chuyện này, nhưng hắn cảm thấy cái này lý do tựa hồ không đủ đầy đủ. Tô Tình vẫn luôn vội đến buổi tối 8 giờ mới vừa rồi kết thúc công việc, vốn định liên hệ Hứa Thuần Lương, nhưng phỏng vấn tổ lại làm nàng mời khách ăn nướng BBQ, Tô Tình làm vi lần này dẫn đầu không hảo cự tuyệt, chỉ có thể an bài. Đang chuẩn bị cấp Hứa Thuần Lương gọi điện thoại giải thích thời điểm, Hứa Thuần Lương phát tới tin tức, vốn dĩ bọn họ ước hảo buổi tối cùng nhau ăn khuya, Hứa Thuần Lương đợi như thế lâu cũng chưa thấy nàng tin tức, cho nên chủ động dò hỏi. Tô Tình đem sự tình nói, Hứa Thuần Lương tỏ vẻ chính mình có thể qua đi bồi nàng cùng nhau ăn cơm, Tô Tình nghĩ nghĩ vẫn là tính, gần nhất Hứa Thuần Lương mặt trái tin tức bay đầy trời, vạn nhất bị người nhìn đến bọn họ ở bên nhau ăn cơm lại không biết nói cái gì, trong khoảng thời gian này bọn họ vẫn là bảo trì thích hợp khoảng cách vi hảo, đôi tình nếu đã cửu trường, cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau. Hứa Thuần Lương nói cho Tô Tình, chính mình ngày mai muốn đi kinh thành, phỏng chừng muốn ngốc đến năm sau trở về,
nếu Tô Tình có rảnh, ăn Tết có thể đi kinh thành gặp nhau. Tô Tình công tác quyết định nàng càng là ăn Tết càng vội, hiện tại liền nàng chính mình đều không thể xác định đến lúc đó hay không có thời gian, chỉ có thể đến lúc đó lại nhìn. Hai người trò chuyện trong chốc lát, Tô Tình bị đồng sự kêu uống rượu một nửa, nàng ánh mắt đột nhiên đình trệ ở nơi đó, nhân vi nàng nhìn đến nghênh diện đi tới hai người, trong đó một người nàng nhận thức. Tô Tình chạy nhanh đứng dậy chào hỏi, Hứa thúc thúc, ngài cái gì thời điểm trở về? Đối phương nhìn thoáng qua Tô Tình, biểu tình có chút kinh ngạc, Tô Tình lúc này mới ý thức được chính mình có khả năng nhận sai người, Hứa Gia Hiên đầy đầu tóc đen, trước mắt người này đầu tóc hoa râm, hơn nữa hắn biểu tình thoạt nhìn cũng quá nghiêm túc. Tô Tình lại cẩn thận phân biệt một chút, giống như không nhận sai, nhớ tới Hứa Gia gần nhất xuất hiện một loạt sự tình, Hứa Gia Hiên biến lão cũng hợp tình hợp lý. Cô nương, người nhận sai người đi, ta đích xác họ Hứa, ta kêu Hứa Đông Nhai. Người này đúng là Thiên Phàm tập đoàn chủ tịch Hứa Đông Nhai. Tô Tình có chút lúng túng nói, thực xin lỗi, ta nhận sai, ta còn lấy vi. Người đem ta xem thành Hứa Thuần Lương phụ thân Hứa Gia Hiên đúng hay không? Tô Tình gật gật đầu, ngài nhận thức Hứa Thuần Lương. Hứa Đông Nhai cười nói, nhận thức, hắn cũng nhận thức ta. Hắn móc ra một chương danh thiếp đưa cho Tô Tình, sau đó cáo từ rời đi. Tô Tình nhìn hắn bóng dáng, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Thật sự là quá giống, nàng ngồi xuống sau, chạy nhanh cấp Hứa Thuần Lương đã phát điều tin tức. Hứa Thuần Lương đối Tô Tình nhận sai cũng không ngoài ý muốn, nhưng là đối Hứa Đông Nhai xuất hiện ở tiệm đồ nướng có chút ngoài ý muốn, lấy Hứa Đông Nhai thân ra cùng địa vị nói như vậy sẽ không thăm loại này tràn ngập pháo hoa khí hàng vỉa hè nhi, nhưng sự tình cố tình chính là như thế. Hứa Thuần Lương nhớ tới có trận không cùng lão cha liên hệ qua, đã phát điều tin tức, vẫn như cũng như đá chìm đáy biển. Mắt thấy chính là Tết âm lịch. Không biết hắn đi cái gì địa phương, là tiếp tục ở bí ẩn chiến tuyến thượng vi quốc hiệu lực, vẫn là đang tìm hại chết ra ra hung phạm trên đường. Hứa Thuần Lương lần đầu tiên đối Hứa Gia Hiên có vướng bận. Hắn nhớ tới một sự kiện, tìm ra 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 lễ tang sổ sách minh tế, từng trang phiên đi xuống, cuối cùng ở tiền biếu bộ thượng phát hiện Hứa Đông Nhai tên. Hứa Thuần Lương nỗ lực hồi ức, cùng ngày tới người rất nhiều, hắn cũng không có nhìn thấy Hứa Đông Nhai, nhưng là hắn tựa hồ thấy được thử có Hứa Đông Nhai tên vòng hoa. Hứa Đông Nhai hẳn là không có tới, có thể là ủy thác những người khác lại đây, hắn cùng chính mình cũng không giao tình, phúng viếng nguyên nhân cũng chỉ dư lại một cái, hắn nhận thức ra ra, hắn cùng Hứa ra nhất định có không vi người biết sâu xa. Muốn chứng thực điểm này, biện pháp tốt nhất chính là lấy được Hứa Đông Nhai gen hàng mẫu, dùng hắn cùng chính mình làm giám định, nói không chừng là có thể tra ra bọn họ chi gian có vô huyết thống quan hệ. Hứa Thuần Lương đi vào ga tàu cao tốc, rộn ràng nhốn nháo người quần đã biểu thị bận rộn xuân vận đã đến. Hứa Thuần Lương mua chính là nhất đẳng tòa, không phải mua không nổi thương vụ tòa, mà là không cái kia tất yếu. Đoàn tàu khởi động sau, hắn xem trong chốc lát tin tức, nhìn đến một cái Trung Hàn sản nghiệp viên tin tức, Thiên Phàm tập đoàn chính thức tiếp nhận Uông Chính Đạo cổ phần, vừa vặn có chương Hứa Đông Nhai ảnh chụp, Hứa Thuần Lương đem ảnh chụp phóng đại, càng xem càng cảm thấy Hứa Đông Nhai cùng phụ thân Hứa Gia Hiên rất giống. Hắn đem hình ảnh bảo tồn lúc sau, cấp tiểu cô Hứa Gia Văn đã phát qua đi. Không bao lâu Hứa Gia An cho hắn trở về điều tin tức, người ba. Hứa Thuần Lương không nhịn được mà bật cười, liền thân huynh muội đều sẽ nhận sai, hắn đem sự tình đơn giản thuyết minh một chút. Hứa Gia Văn cũng không cấm cảm khái thật giống. Hứa Gia Văn qua đi cũng không có gặp qua Hứa Đông Nhai, nàng rất ít chú ý thương giới sự tình, càng không biết cái gì thu mua Thiên Phàm tập đoàn sự tình. Hứa Thuần Lương đem ảnh chụp cấp tiểu cô xem mục đích là muốn hỏi một chút, nàng hay không còn có mặt khác huynh đệ tỷ muội. Hứa Gia Văn nhận chi, bọn họ chỉ có tỷ đệ ba người, không nghe nói còn có mặt khác huynh muội, hơn nữa phụ thân vì người chính trực, không có khả năng ở bên ngoài còn có hậu đại. Hứa Gia Văn là trong nhà già trẻ, nhận vi hẳn là tìm đại tỷ Hứa Gia An hỏi một chút, rốt cuộc nàng mới là lão đại, có lẽ biết nhiều hơn một ít. Hứa Gia Văn đem ảnh chụp chuyển cho đại tỷ Hứa Gia An, thực mau Hứa Gia An liền cho nàng gọi điện thoại. Gia Văn, người xác định này trên ảnh chụp không phải Gia Hiên. Hứa Gia Văn nói, đại tỷ, trên ảnh chụp người này kêu Hứa Đông Nhai, có phải hay không rất giống? Hứa Gia An nói, giống, ta bắt đầu lầm lấy vì Gia Hiên đã trở lại, nhưng cẩn thận xem, giống như Gia Hiên càng tuổi trẻ một ít, ngươi là từ đâu ngõ tới này bức ảnh? Hứa Gia Văn nói, Thuần Lương chia ta, cái này Hứa Đông Nhai là ở Đông Châu một vị nhà đầu tư, Thuần Lương còn nói, ta ba qua đời thời điểm, Hứa Đông Nhai đưa quá vòng hoa. Hứa Gia An nói, nhà chúng ta giống như không có cửa này thân thích, dù sao ta là chưa thấy qua. Hứa Gia Văn nói, kia phỏng chừng chính là lớn lên giống,
vừa vặn hắn lại họ Hứa, cho nên Thuần Lương mới tò mò. Hứa Gia An nói, tò mò cái gì? Tò mò chúng ta còn thêm một cái huynh đệ sao? Nếu thật là như vậy, hắn kế thừa tài sản chẳng phải là lại muốn đa phần ra một phần. Tuy rằng di sản sự tình đã trần ai lạc định, Hứa Gia An vẫn là nuốt không dưới khẩu khí này, nhưng nàng cũng không thể nề hà, nàng cái này cháu trai quá lợi hại. Hứa Gia Văn nói, tỷ, Thuần Lương không phải loại người như vậy, người đã quên, lúc trước nhà ngươi gặp được phiền toái, hắn trước tiên chạy đến Hỗ Hải hỗ trợ sự tình. Hứa Gia An không phải không biết, chỉ là không chịu thừa nhận thôi, nàng thở dài nói, Gia Văn, ta cũng chưa nói cái gì, lúc trước nói cùng hắn thực hiện cũng chỉ là khí lời nói. Kỳ thật nàng trưởng phu Lương Thụ Đức cùng hai cái nhi nữ đích xác tìm luật sư, chẳng qua luật sư cùng Hứa Thuần Lương bên kia luật sư gặp mặt lúc sau, lập tức liền khuyên bọn họ giải hòa, minh xác tỏ vẻ liền tính kiên trì thượng đình cũng không hề phần thắng. Hứa Gia An nói, lại nói tiếp, có trận không gặp Gia Hiên, người có hay không hắn tin tức? Hứa Gia Văn nói, không có, ta hỏi qua Thuần Lương nói hắn còn ở hải ngoại kinh thương. Hứa Gia An nói, bọn họ Gia Hai quan hệ cũng không có gì đặc biệt, bất quá bọn họ nhưng thật ra giống A, Gia Hai đều không phụ trách nhiệm. Hứa Gia Văn nói, đại tỷ, ngài nhưng đừng như thế nói, Thuần Lương vẫn là thực tốt, chúng ta nhà mẹ đẻ đã có thể chỉ có như thế một cái cháu trai, về sau gặp được cái gì sự tình, còn trông chờ hắn đâu. Hứa Gia An trầm mặc đi xuống, một lát sau mới vừa rồi nói. Ba đi rồi, nào còn có nhà mẹ đẻ a? Thùng xe nội có chút ồn ào, Hứa Thuần Lương nhắm mắt dưỡng thần, nhìn lại trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, thuận tiện suy xét một chút chính mình tương lai hướng đi. Lúc ban đầu hắn là sinh ra quá từ chức ý tưởng, bất quá ở kinh thương cùng làm chính trị chi gian lựa chọn, hắn tình nguyện lựa chọn người sau, chủ yếu là thể chế nội cao thủ tụ tập, cùng cao thủ so chiêu cảm giác thành tựu là kiếm tiền vô pháp thay thế được. Trung gian dừng xe thời điểm, bên người truyền đến nhàn nhạt nước hoa vị. Một cái dễ nghe giọng nữ nói, tiên sinh, có thể giúp hạ ta sao? Hứa Thuần Lương mở to đôi mắt, lại thấy một vị dáng người cao gầy nữ lang đẩy vali đứng ở chính mình trước mặt, xem trang điểm là một vị bạch lĩnh mỹ nhân, nàng tưởng đem vali đặt ở trên kệ để hành lý, bất quá cái dương có chút trầm trọng, cho nên hướng Hứa Thuần Lương xin giúp đỡ. Hứa Thuần Lương gật gật đầu, bắt lấy nàng dương hành lý dơ lên đặt ở phía trên kệ để hành lý. Nữ lang nói thanh cảm ơn. Nàng cùng Hứa Thuần Lương ghế bên dựa cửa sổ vị trí. Vừa mới ngồi xuống, đoàn tàu liền khởi động, nữ lang chủ động hướng Hứa Thuần Lương vươn tay đi, nhận thức một chút, ta kêu Lỗ Nghiên. Hứa Thuần Lương thực thân sĩ mà cùng nàng nhẹ nhàng nắm tay lập tức buông ra, Hứa Thuần Lương. Tuy rằng Lỗ Nghiên lớn lên không tồi, còn không tới làm Hứa Thuần Lương đi chủ động đến gần nông nỗi, hắn bên người không thiếu mỹ nữ, càng không thiếu mỹ nữ mang đến phiền toái. Lỗ Nghiên lấy điện thoại di động ra đồ sạc. Hứa Thuần Lương đem chân rời đi, phương tiện nàng thao tác, Lỗ Nghiên phi thường hay nói, cười nói, Hứa tiên sinh đến nơi nào hạ. Hứa Thuần Lương nói, kinh thành, đài khởi thủ đoạn nhìn thời gian, còn có một tiếng rưỡi. Ta cũng ở kinh thành hạ, Lỗ Nghiên từ hành lý túi lấy ra hai vại cà phê, trong đó một vại đưa cho Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương lời nói dịu dàng xin miễn, không phải sợ có bẫy dập, chỉ là không thói quen uống người khác cho hắn đổ vật. Lỗ Nghiên mở ra cà phê, uống một ngụm, thình lình mặt sau có người đạp một cái lưng ghế, Lỗ Nghiên tay run một chút, cà phê sái một thân, còn bị mới vừa uống đến trong miệng cà phê sặc một chút, kịch liệt ho khan lên. Lỗ Nghiên có chút phẫn nộ mà đứng dậy, mặt sau ngồi chính là một vị cường tráng thanh niên, chân to đạp lên chỗ tựa lưng thượng có nhịp mà run rẩy. Lỗ Nghiên một bên ho khan một bên nói, làm ơn, người có thể hay không đừng đặng chỗ tựa lưng, khụ khụ. Làm hại ta cà phê đều sái. Kia thanh niên dáng vẻ lưu manh nói, chính ngươi không đoan ổn cùng ta có cái gì quan hệ. Sái, ta giúp ngươi lau lau. Hai mắt không có hảo ý mà nhìn chằm chằm Lỗ Nghiên bộ ngực. Lỗ Nghiên tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, người văn minh điểm được không? Ta như thế nào không văn minh, thanh niên không kiêng nể gì mà ồn ào. Hứa Thuần Lương đang chuẩn bị hỗ trợ nói một câu thời điểm, vừa vặn nhân viên bảo vệ lại đây, sau khi hiểu rõ tình huống, làm tên kia thanh niên chú ý điểm. Kia thanh niên ở nhân viên bảo vệ trước mặt biểu hiện đến nhưng thật ra quy củ, chủ động hướng Lỗ Nghiên xin lỗi, tỏ vẻ chính mình quay đầu lại sẽ hảo hảo chú ý, nếu có yêu cầu, hắn có thể bồi thường Lỗ Nghiên tổn thất. Lỗ Nghiên cũng không cùng hắn so đo, một lần nữa ngồi xuống sau, tìm ra khăn giấy xoa xoa. Hứa Thuần Lương vốn dĩ vì cái này tiểu nhạc đệm như vậy kết thúc, nhưng không nghĩ tới một lát sau, mặt sau kia tiểu tử lại không thành thật, đem giày cởi, chân kiều ở lưng ghế thượng, trong không khí tràn ngập một cổ sú chân hương vị. Công chúng trường hợp sẽ có muôn hình muôn vẻ người,
gặp được không hài lòng sự tình cũng sẽ rất nhiều người đều là nhịn một chút liền đi qua. Nhưng Hứa Thuần Lương không phải cái thích nhẫn nại người, bên người Lỗ Nghiên hiển nhiên cũng không phải, không đợi Hứa Thuần Lương mở miệng, nàng đã dẫn đầu đứng dậy nói chuyện, ta nói vị này đồng chí, ngươi có thể hay không đem giày mặc vào. Nơi này là công chúng trường hợp, thùng xe nội là bịt kín không gian, ngươi có thể hay không giảng điểm văn minh, cũng vì những người khác suy xét một chút. Mặt sau vị kia thanh niên nhếch miệng nở nụ cười, ngượng ngùng, ta chân có thật xấu, không thể thời gian dài xuyên giày, ngươi nếu là cảm thấy chịu không nổi, có thể xin đổi cái chỗ ngồi. Lỗ Nghiên gật gật đầu, cư nhiên một lần nữa ngồi trở về. Hứa Thuần Lương tâm nói nàng nhưng thật ra dễ nói chuyện, chẳng lẽ bị mặt sau kia tiểu tử cường tráng dáng người cấp dọa sợ. Hứa Thuần Lương đang chuẩn bị xuất đầu thời điểm, lại nghe đến một cổ nhàn nhạt mùi tanh, hắn đối này hơi thở lại quen thuộc bất quá, bảy màu con rết. Cao thiết thùng xe nội như thế nào khả năng có loại đồ vật này? Hơn nữa hiện tại là mùa đông, trừ phi là người vi chăn nuôi. Hứa Thuần Lương khóe mắt dư quang liếc đến một cái 2 cm chiều dài bảy màu con rết đang từ Lỗ Nghiên phía sau bò ra, thông qua ghế dựa khe hở vòng tới rồi mặt sau, đừng nhìn này độc trùng hình thể không lớn, dù tẩu tốc độ lại là kỳ mau. Không bao lâu liền nghe được mặt sau kia thanh niên phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu to, ai u, có trùng cắn ta. Hắn hung hăng ở chân trên mặt chụp một cái tát, không có đánh trúng mục tiêu, kia bảy màu con rết ở hắn mắt cá chân thượng đinh một ngụm lúc sau chui vào hắn ống quần, dọc theo hắn đùi hướng về phía trước nhanh chóng du tẩu. Kia thanh niên từ ghế dựa thượng nhảy dựng lên, duỗi tay đi bắt sâu, nhưng bảy màu con rết di động tốc độ quá nhanh, hắn không rảnh lo chung quanh có như vậy nhiều hành khách ở đây, thế nhưng cởi bỏ lưng quần, đem quần cởi xuống dưới. Nguyên bản có rất nhiều tò mò người quan vọng, nhìn đến thằng nhãi này như thế bất nhã hành động. Có nữ sĩ kinh hô xoay đầu đi, cũng có xem náo nhiệt không chê to chuyện hành khách móc di động ra bắt đầu quay chụp video. Hứa Thuần Lương chú ý điểm cùng người khác không giống nhau, hắn không nghĩ tới Lỗ Nghiên cư nhiên là một vị ngự trùng cao thủ, nàng này thủ pháp rõ ràng là xuất từ với ngàn trùng kinh. Hứa Thuần Lương kinh ngạc rất nhiều trong lòng còn cảm thấy như vậy một tia vui mừng, xem ra lúc trước ở danh môn chính phái bao vây tiểu trừ dưới, ngũ độc giáo vẫn cứ pháo hoa bất diệt, ngũ độc giáo điển tịch cũng có bộ phận truyền thừa xuống dưới. Lỗ Nghiên hẳn là ngũ độc giáo hậu đại đệ tử. Kia thanh niên cởi ra quần, bảy màu con rết rồi lại chui vào hắn thượng thân, hắn đứng ở thùng xe lối đi nhỏ quơ chân múa tay, lại nhảy lại kêu, chỉ cần bị con rết bỏ quá địa phương lại ngứa lại đau. Hứa Thuần Lương nhìn đến bảy màu con rết đã thoát ly thanh niên thân thể, dọc theo thùng xe sàn nhà nhanh chóng bỏ sát thực mau lại về tới bọn họ ghế dựa hạ. Chúng người lực chú ý đều tập trung ở kia tiến vào điên khùng trạng thái thanh niên trên người. Ai cũng không lưu ý đến này chỉ nho nhỏ bảy màu con rết. Hứa Thuần Lương đương nhiên sẽ không vạch trần chân tướng, cùng mặt khác người đứng xem giống nhau vui sướng khi người gặp họa. Bảy màu con rết tuy rằng rời đi thanh niên thân thể, nhưng kia thanh niên nhân vì từng trận kỳ ngứa mà không ngừng gãi, cào qua địa phương lập tức xuất hiện từng điều màu tím vết bầm, nhìn qua nhìn thấy ghê người. Nhân viên bảo vệ bị thùng xe động tĩnh hấp dẫn mà đến, chúng người sôi nổi chỉ trích kia thanh niên ở công chúng trường hợp đồi phong bại tục. Thằng nhãi này vừa rồi cởi giày cũng đã khơi dậy chúng giật, hiện tại đương chúng cởi quần, bị chúng người video lưu chứng, có thể nói là bằng chứng như núi. Nhân viên bảo vệ mới mặc kệ hắn như thế nào giải thích, chính trực xuân vận trong lúc, phía trên nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải từ nghiêm chỉnh trị, trực tiếp đem kia thanh niên mạnh mẽ mang đi. Lỗ Nghiên thở phào một hơi, lại lấy ra 2 hộp quả hạch, đưa cho Hứa Thuần Lương 1 hộp. Hứa Thuần Lương lần này không có cự tuyệt, tiếp nhận ăn lên, cố ý nói. Hắn vừa rồi nói có sâu cắn hắn. Lỗ Nghiên nói, bệnh tâm thần, như thế lãnh trời ạ có sâu. Hơn nữa đây là ở cao thiết thượng, hắn như thế nói căn bản chính là bôi đen chúng ta quốc gia đại xây dựng. Hứa Thuần Lương hơi hơi mỉm cười, đuổi trùng hạ độc tổ sư ra liền ở bên cạnh ngươi, thật lấy vì có thể giấu giếm được ta đôi mắt. Thùng xe một lần nữa về với yên lặng, đến trạm lúc sau, Hứa Thuần Lương giúp Lỗ Nghiên đem dương hành lý cầm xuống dưới, trong lòng thầm nghĩ. Không biết này trong dương trang nhiều ít hàng cấm. Lỗ Nghiên nói, ta có xe, người đi cái gì địa phương, ta có thể đưa ngươi qua đi. Hứa Thuần Lương cười nói, không cần, có người tiếp ta. Lỗ Nghiên gật gật đầu, 2 người ở trạm đài chia tay. Hứa Thuần Lương cũng không có an bài tiếp trạm, trực tiếp đi xe taxi ngừng điểm, chờ tới rồi địa phương, mới ý thức được chính mình xem nhẹ xuân vận lưu lượng khách, chờ đợi khu bài nổi lên hàng dài, tưởng chờ xe taxi ít nhất muốn bài 20 phút. Hứa Thuần Lương quyết định đi thừa tàu điện ngầm, hướng mặt khác vừa đi đi thời điểm, một chiếc Lexus S300 xử lại đây, hướng hắn lóe lóe đèn, cửa sổ xe rơi xuống, lại là Lỗ Nghiên. TTKNCO. Lên xe đi.
Hứa Thuần Lương kéo ra cửa sau ngồi xuống, hắn chỉ dẫn theo một cái túi du lịch, không có mở ra sau đuôi Dương Tất Hiếu. Lỗ Nguyên nói, mặt sau có thủy, chính ngươi lấy. Hứa Thuần Lương cười nói, có điểm xe tốc hành tài xế phục vụ trình độ. Lỗ Nguyên cũng cười, đi cái gì địa phương? Hứa Thuần Lương đem địa điểm nói cho nàng, Lỗ Nguyên giả thiết hướng dẫn địa điểm, khai ra bãi đỗ xe. Hứa Thuần Lương nói, ngươi là người địa phương. Lỗ Nguyên lắc lắc đầu, Bắc Phiêu nhất tộc, ta quê quán ở Tương Tây. Hứa Thuần Lương nói, liền mau ăn Tết, người khác đều là hướng ra đi, ngươi như thế nào làm theo cách trái ngược. Lỗ Nguyên cười nói, Tương Tây là quê quán, đã ở kinh thành An Gia, trước tiên trở về tranh quê quán, Tết âm lịch liền ở bà trong nhà quá. Hứa Thuần Lương nói, kết hôn. Lỗ Nguyên gật gật đầu, lãnh chứng, còn không có tổ chức nghi thức, chờ thượng phòng đâu. Có thể ở kinh thành mua phòng chứng minh Lỗ Nguyên sự nghiệp còn tính không tồi. Hứa Thuần Lương nói, ngươi làm cái gì công tác? Lỗ Nguyên nói, quốc gia Trung Dược Quản lý Cục Trung Quốc và Phương Tây Y kết hợp cùng dân tộc thiểu số Y Dược Tư. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, kia chẳng phải là cùng càn mẹ Lâm Tư cần một cái đơn vị. Bất quá xem Lỗ Nguyên tuổi tác hẳn là cơ sở nhân viên công tác, nàng nhận thức Lâm Tư Cẩn, Lâm Tư Cẩn chưa chắc nhận thức nàng, nhưng Lỗ Nguyên tuyệt không phải một cái bình thường nhân viên nghiên cứu. Lỗ Nguyên nói, Hứa tiên sinh làm cái gì công tác? Hứa Thuần Lương cười cười, nghề tự do. Lỗ Nguyên nói, đó chính là làm buôn bán. Hứa Thuần Lương nói, ở Đông Châu khai một nhà tiểu phòng khám. Trung y vẫn là Tây y à? Trung y, chủ yếu là người nhà kinh doanh. Ta còn không có xuất sư. Lỗ Nguyên cười nói như thế tới, chúng ta còn xem như nửa cái đồng hành đâu. Hứa Thuần Lương nói, ngươi là thượng cấp lãnh đạo, ta là bình thường hành nghề giả, dựa theo quy định muốn đã chịu ngươi quản lý. Lỗ Nguyên cười khanh khách lên, ngươi nói chuyện thật thú vị, ta chính là cái bình thường nhân viên công tác, ở đơn vị cũng là bị lãnh đạo. Kinh thành tắc xe sớm đã thành vi thái độ bình thường, Lỗ Nguyên hoa một giờ mới đem Hứa Thuần Lương đưa đến mục đích địa. Hứa Thuần Lương xuống xe thời điểm, nàng chủ động bỏ thêm Hứa Thuần Lương liên hệ phương thức. Hứa Thuần Lương trực tiếp đi tới Diệp Thanh Nhã phòng làm việc, ôm thử xem thái độ ấn vang lên chuông cửa. Diệp Thanh Nhã ngày thường trừ bỏ ở nhà bồi ra ra, đại bộ phận thời gian đều ở phòng làm việc sáng tác, nàng không nghĩ tới Hứa Thuần Lương như thế mau liền tới rồi, mở cửa lúc sau kinh hỉ nói, ngươi như thế nào liền tiếp đón không đánh liền tới đây. Hứa Thuần Lương cười nói, nhân sinh yêu cầu ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Diệp Thanh Nhã vui vẻ mà đem hắn thỉnh tiến vào, tiếp nhận Hứa Thuần Lương hành lý bao, Thuần Lương, ra ý tứ là cho ngươi đi trong nhà trụ. Hứa Thuần Lương nói, hành, ngươi trước đừng nói với hắn ta lại đây, ta tính toán đêm 30 lại qua đi, hai ngày này còn có chút sự tình muốn xử lý. Diệp Thanh Nhã nói, hảo đi, vậy ngươi trước ở nơi này. Hứa Thuần Lương cố ý nói, sẽ không có người lại đây quấy rầy đi. Diệp Thanh Nhã biết hắn là cái gì ý tứ. Lắc lắc đầu nói, sẽ không. Nàng làm Hứa Thuần Lương trước ngồi, đi nấu nước pha trà. Hứa Thuần Lương nói, ra thân thể như thế nào? Diệp Thanh Nhã nói, thân thể không có gì vấn đề, chỉ là tinh thần không bằng từ trước. Nàng thở dài nói, ta ba sự tình đối hắn đả kích quá lớn. Hứa Thuần Lương nói, ta hảo hảo khuyên nhủ hắn. Diệp Thanh Nhã nói, ta tiểu thúc bọn họ một nhà đêm 30 cũng có thể trở về, đã lâu không như vậy đoàn tụ qua. Diệp Sương Tuyền nhân vi làm ngoại giao công tác, ngày thường tiết giả rất ít có thể trở lại kinh thành, lần này cũng là suy xét đến huynh trưởng Tân Tang, khắc phục đủ loại cực khổ, đặc biệt tới bồi lão gia tử ăn Tết. Nếu không phải Diệp Thanh Nhã thịnh tình mời, Hứa Thuần Lương nguyên bản không có tới kinh thành ăn Tết tính toán, hắn phát hiện, mất đi gia đồng thời hắn cũng mất đi một cái gia. Kiếp trước hắn từ nhỏ cha mẹ song vong, người đối diện là không có khái niệm, hảo nam nhi tứ hải vi gia, nhưng đi vào thời đại này lúc sau. Gia làm hắn cảm thấy chưa bao giờ từng có thân tình cùng ấm áp, hắn cũng bắt đầu minh bạch vì gì thế nhân người đối diện như thế quyến luyến. Hứa Thuần Lương nếu quyết định đêm 30 mới qua đi, Diệp Thanh Nhã cũng không miễn cưỡng, dù sao hắn lưu tại kinh thành ăn Tết liền hảo. Diệp Thanh Nhã nói, mấy ngày nay ngươi trước ở tại phòng làm việc đi. Hôm nay là năm 27, còn có 3 ngày mới đến trừ tịch. Hứa Thuần Lương nói, hành. Diệp Thanh Nhã nói, Kiến Minh ca không có khó vì ngươi đi. Hứa Thuần Lương cười nói, hắn khó vì ta làm cái gì? Uông Kiến Thành cùng Mai Như Tuyết giải trừ hôn ước cùng ta cũng không quan hệ. Diệp Thanh Nhã nói, ta nghe nói gần nhất có nhân tạo các ngươi giao. Hứa Thuần Lương nói, quay chung quanh ta lời đồn liền không đoạn quá, ta không có gì, chủ yếu là lo lắng cấp chung quanh người mang đi không cần thiết phiền toái. Diệp Thanh Nhã nói,
có hay không suy xét quá rời xa Đông Châu cái kia thị phi vòng? Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút. Diệp Thanh Nhã lấy vì hắn không có minh bạch chính mình ý tứ, nhỏ giọng nói, nếu ngươi nguyện ý, có thể điều tới kinh thành công tác. Hứa Thuần Lương nói, ta không nghĩ cấp gia gia thêm phiền toái. Diệp Thanh Nhã nói, không cần nói với hắn, chỉ cần cùng mẹ lên tiếng kêu gọi là được. Nàng trong lòng tràn ngập chờ mong, nếu Hứa Thuần Lương có thể tới kinh thành thì tốt rồi. Hứa Thuần Lương lắc lắc đầu, ta tạm thời không có suy xét như thế nhiều, ta tính cách ngươi cũng biết, tự do tản mạn quán, kinh thành quy củ quá nhiều, không thích hợp ta. Diệp Thanh Nhã nói, tính, chính ngươi sự tình chính ngươi quyết định, ngươi buổi tối muốn ăn cái gì. Hứa Thuần Lương nói, ngươi cũng đừng quản ta, hai ngày này ngươi nên làm cái gì, nếu là làm ra ra biết ta tới không đi trong nhà ngược lại không tốt, ta buổi tối hẹn Phổ Kiến. Phổ Kiến ở chợ giúp Hứa Thuần Lương lăng xê Thanh Sơn Hán mộ sự tình lúc sau không lâu, liền trở về kinh thành, chủ yếu là muốn tránh một tránh đầu sóng ngọn gió, đương nhiên hắn căn cứ địa vẫn là ở kinh thành không phải Đông Châu, bên này còn có rất nhiều sinh ý không bỏ xuống được. Trong khoảng thời gian này Phổ Kiến trên cơ bản đều ở Lân Chính Đường hỗ trợ, Hoàng Vọng Lân đã chính thức thu hắn vì đồ, vừa mới bắt đầu thật là ngại với mặt mũi, miễn cưỡng nhận lấy, cũng không xem trọng Phổ Kiến tương lai, nhưng Phổ Kiến ở đồ chơi văn hóa cất chứa phương diện đích xác rất có thiên phú, hơn nữa hắn biết ăn nói, thâm đến Hoàng Vọng Lân niềm vui, hiện tại Hoàng Tam gia đã đem hắn trở thành chính mình y bát truyền nhân trọng điểm bồi dưỡng. Lân Chính Đường thượng thứ bị trộm lúc sau, trước sau bị vây bên trong tu sửa trạng thái, hư hao bộ phận đã trang trí đổi mới hoàn toàn. Mới nhất an phòng hệ thống cũng trang bị điều chỉnh thử xong, nhưng là khi nào một lần nữa đối ngoại mở ra còn không có định luận, chủ yếu là Hoàng Vọng Lân nhân vì lần trước bị trộm sự tình để lại bóng ma. Hắn đã có hoàn toàn rời khỏi giang hồ tính toán, trước mắt liền đang đợi Hạ Hầu Mộc Lan chính thức bước lên môn chủ chi vị, hoàn thành này một sứ mệnh lúc sau, hắn liền từ trưởng lão vị trí lui ra tới, từ đây cắt đứt cùng giang hồ hết thảy liên hệ. Phổ Kiến đem cùng ngày công tác toàn bộ hoàn thành. Từ hôm nay trở đi Lân Chính Đường sở hữu công nhân cũng chính thức nghỉ. Hứa Thuần Lương cũng không có trước tiên báo cho hắn sẽ đến kinh thành, Phổ Kiến nhận được Hứa Thuần Lương điện thoại cũng pha vi ngạc nhiên. Hứa Thuần Lương ước hắn buổi tối đi Đông Châu nướng BBQ ăn cơm. Phó quốc dân Đông Châu nướng BBQ sinh ý trước sau như một rực rỡ, trước tiên để lại một cái phòng cấp Hứa Thuần Lương. Một đoạn thời gian không gặp, phó quốc dân mắt thường có thể thấy được phúc hậu lên, cùng hắn vòng eo giống nhau tăng trưởng chính là hắn tiền bao. Hắn nói cho Hứa Thuần Lương chính mình mới vừa ở Đông Thành nội khai ra chi nhánh, địa phương so nơi này đại tam lần, sinh ý cũng là đồng dạng hỏa bạo. Hứa Thuần Lương vì hắn cao hứng rất nhiều phát hiện vị này lão cấp trên người đã không có thể chế hương vị, không biết hẳn là bội phục phó quốc dân thích ứng năng lực, vẫn là tiền tài xã hội cường đại đồng hóa năng lực, lần này nhìn thấy phó quốc dân tổng thể cảm giác người rộng rãi, nhưng là cũng biến xa lạ. Phó quốc dân làm Hứa Thuần Lương chỉ lo điểm, sở hữu tiêu phí miễn đơn. Hắn vội vàng sinh ý, bồi Hứa Thuần Lương nói một hồi lời nói liền đi rồi. Phổ Kiến mang theo hai bình mao đài đi đến, nhìn đến chỉ có Hứa Thuần Lương một người ngồi ở bên trong có chút tò mò, nha, liền chính mình a, không kêu thân mật bồi ngươi. Hứa Thuần Lương chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cầm lấy hắn mang đến rượu xem, hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây, người cư nhiên bỏ được cho ta mang mao tử. Phổ Kiến nói, xem cái gì xem, thật hóa, ta trước hai ngày thu rượu lâu năm. Hứa Thuần Lương cười nói, người nhà cái gì sinh ý đều làm. Phổ Kiến nói, có tiện nghi không chiếm vương bát đản. Hứa Thuần Lương làm người phục vụ thượng đồ ăn. Phổ Kiến khai rượu đảo thượng, hôm nay không kêu chi tâm ái nhân a. Hứa Thuần Lương nói, ta vừa đến, liền muốn tìm người uống điểm. Phổ Kiến nhếch môi nở nụ cười, đại triệt hiểu ra đi, nữ nhân như quần áo, huynh đệ như thủ túc, hiện tại cuối cùng biết ta hảo đi. Hứa Thuần Lương nói, ta như thế nào như thế tưởng chiều ngươi. Phổ Kiến bưng lên chén rượu nói, chuyện của ngươi ta đều nghe nói, bao lớn điểm sự a, Đông Châu kia phá địa phương ngươi còn tính toán ngốc cả đời. Ở cái loại này tam tuyến thành thị đãi dài quá, người đều ngu si, ngươi đến nhiều tới kinh thành đi dạo, tăng lên một chút cách cục. Hứa Thuần Lương nói, ngươi cả ngày đãi ở kinh thành, ngươi cách cục đại. Phổ Kiến nói, ngươi gần nhất lệ khí có điểm trọng a, đúng rồi. Người trước công đạo cùng Mai Như Tuyết châm lại tình xưa sự tình đi. Hứa Thuần Lương nói, không thể nào. Phổ Kiến nói, ta liền bội phục ngươi loại này vì chết cái mỏ vẫn còn cứng, ta cái gì người, hai người tai tiếng ra tới lúc sau trước tiên ta liền download toàn bộ ảnh chụp cùng video ngắn. Hứa Thuần Lương như hổ rình mồi mà trừng mắt Phổ Kiến, ta nói ngươi có phải hay không có tật xấu a? Phổ Kiến nói, nếu muốn người không biết trừ phi mình Mạc Vi,
ta vốn đang đầy cõi lòng chờ mong, nhưng vừa thấy mới biết được, chỉ do lãng phí lưu lượng. Hứa Thuần Lương nghe đến đó nhịn không được nở nụ cười, những cái đó ảnh chụp cùng video cùng Phổ Kiến muốn nhìn khẳng định không giống nhau. Phổ Kiến nói, muốn nói vài thứ kia cũng chính là đối với các ngươi thể chế nội nhân viên có chút lực sát thương, bất quá ngươi có thể a, vì thấy Mai Như Tuyết một mặt dám ở lầu 16 bỏ ban công. Hứa Thuần Lương ra mặt dày nói, ta cảnh cáo ngươi, đừng nghe nhầm đồn bậy, công an cơ quan đã làm giam định rồi, những cái đó video cùng ảnh chụp đều là ngụy tạo. Phổ Kiến cười nói, hành, ngươi nói cái gì ta đều tin. Ngươi đến tin tưởng phía chính phủ giam định kết quả. Phổ Kiến giơ lên chén rượu cùng hắn chạm chạm, nhìn thấu không nói thấu vẫn là bạn tốt. Hứa Thuần Lương nói, ngươi nhà chính là cái tổn hữu. Phổ Kiến ăn khẩu xuyến, cảm thán nói, muốn nói này phó quốc dân sinh ý càng làm càng lớn, ngon miệng vị không bằng từ trước, này nơi nào là cái gì Đông Châu nướng BBQ. Hứa Thuần Lương nói, hẳn là nhằm vào kinh thành người địa phương tiến hành cải tiến đi. Phổ Kiến lắc lắc đầu nói, Đông Châu nướng BBQ đều là dùng bản địa tiểu sơn dương, nhiều nhất cũng chính là bua dương, hắn hiện tại dùng đều là cừu thịt, qua đi cũng không phải là cái dạng này. Hứa Thuần Lương nói, ở kinh thành khai nướng BBQ phí tổn cao, nhiều thông cảm đi, chỉ cần nguyên liệu nấu ăn khỏe mạnh liền hảo. Phổ Kiến nói, nếu không phải ngươi định này chỗ ngồi, ta khẳng định không tới, lão phó hiện tại đã hoàn toàn thành người làm ăn. Hứa Thuần Lương tuy rằng cũng có cảm giác, nhưng là hắn biết phó quốc dân một đường đi tới gian khổ, thời đại như thế, bất biến phải bị đào thải, Hứa Thuần Lương không nghĩ ở cái này đề tài thượng tiếp tục tham thảo đi xuống, gần nhất có lão Trần tin tức sao? Trần Thiên Phàm, ta mấy hôm chưa thấy qua hắn, ngươi nói có trách hay không, qua đi hắn lâu lâu liền tới tìm ta, trong khoảng thời gian này đột nhiên không có tin tức, ta cho hắn đánh quá điện thoại không thông, WeChat không trở về, nên sẽ không ra cái gì sự tình đi. Hứa Thuần Lương nói, lão Trần đem Thiên Phàm tập đoàn cấp bán. Bán, Phổ Kiến chấn động, chuyện này hắn thật đúng là không biết. Hứa Thuần Lương đem chính mình hiểu biết đến tình huống đơn giản nói một lần. Phổ Kiến nói, ta liền nói đâu, xem ra là kinh doanh không tốt, thứ này nên không phải đi ra ngoài trốn nợ đi. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng không rõ ràng lắm, ta còn lấy vì ngươi cùng hắn vẫn luôn liên lạc đâu. Phổ Kiến nói, hôm nào ta đi hắn phòng làm việc nhìn xem, rốt cuộc bằng hữu một hồi, quan tâm một chút cũng là hẳn là. Hứa Thuần Lương gật gật đầu. Phổ Kiến nói đứng đắn, ngươi cùng Mai Như Tuyết có phải hay không lại cặp với nhau? Hứa Thuần Lương nói, không thể nào, nhân ra tiền đồ như gấm, ngàn vạn đừng đem ta cùng nàng hướng một khối xả. Phổ Kiến nói, ta biết ngươi không thích nghe, nhưng làm vi bằng hữu, ta không thể không nói, chân tướng như thế nào chỉ có các ngươi đương sự chính mình rõ ràng, người khác cũng sẽ không để ý, đại gia chỉ nguyện ý tin tưởng chính mình nhận vi chính xác tin tức, đây là nhân tính. Hứa Thuần Lương nói, ngươi đừng ra vẻ cao thâm, có chuyện liền nói có dám mau phóng. Phổ Kiến cười nói, liền lấy Uông gia cùng Kiều gia giải trừ hôn ước sự tình tới nói đi, ngoại giới đều nhận vi là ngươi tham gia duyên cớ, dù sao ta nghe nói, Uông gia cùng Kiều gia thể diện đều không đẹp, rất nhiều người đều đem chuyện này trở thành chê cười. Hứa Thuần Lương nói, ngươi nhà chính là cả ngày chính sự không làm, chuyên môn bát quái này đó tiểu đạo tin tức. Phổ Kiến nói, anh em này không phải quan tâm ngươi sao, ngươi cùng ta trang gì a? Hắn hạ giọng vẻ mặt hiếu kỳ nói, bọn họ không khó vì ngươi đi. Hứa Thuần Lương nói, ai dám khó vì ta, thật muốn là chọc ta không cao hứng, cùng lắm thì ta chụp mông chạy lấy người. Phổ Kiến nói, kia nhưng thật ra, lấy người năng lực làm gì đều có thể hỗn ra một phen thiên địa. Hứa Thuần Lương vừa lòng gật gật đầu, cuối cùng nói câu tiếng người. Phổ Kiến nói, ta mới vừa khen người béo người liền xuyễn thượng. Hứa Thuần Lương nói, không nói gạt ngươi, ta hiện tại cũng có chút mâu thuẫn, nếu tiếp tục lưu tại nguyên đơn vị. Lo lắng có người lấy ta cùng Mai Như Tuyết quá khứ quan hệ tiếp tục chế tạo văn chương, ta không có gì, nhưng người ta Mai Như Tuyết chính trực sự nghiệp bay lên kỳ, ta lo lắng ảnh hưởng đến nàng. Phổ Kiến quỷ dị cười, bại lộ đi, ngươi vẫn là nơi trốn vì nàng suy xét, chứng minh ngươi đối Mai Như Tuyết có cảm tình. Hứa Thuần Lương nói, người phi cỏ cây ai có thể vô tình. Không ai yêu cầu ngươi vô tình, nhưng lạm tình chính là ngươi không đúng rồi. Hứa Thuần Lương nói, ngươi thật như thế xem ta. Phổ Kiến nói, ta đối với ngươi là hâm mộ ghen tị hận a, nói thật, đổi thành ta là ngươi, ta cũng không hảo lựa chọn, Xuân Lan Thu Cúc, các thiện này chàng, thật sự là khó có thể dứt bỏ, có đôi khi ngẫm lại đều vì ngươi phát sầu, ngươi trêu chọc như vậy đa tình nợ, về sau nên như thế nào còn? Cái gì như thế nào còn? Phổ Kiến nói,
tiểu tử ngươi đừng cùng ta giả ngu, người đời này tổng không thể không kết hôn đi. Nếu, ta là nói nếu ngươi tương lai cưới trong đó một cái, những người khác làm sao bây giờ? Là đại gia từng người tan đi, khác tìm hiệp sĩ tiếp mâm gả cho, vẫn là tiếp tục khăng khăng một mực đi theo ngươi không danh không phận mà đương tình nhân. Hứa Thuần Lương nói, ta không tính toán kết hôn. Phổ Kiến hướng hắn dựng lên ngón cái, vẫn là ngươi đủ tàn nhẫn, ngươi không kết hôn chính là cho các nàng lấy hy vọng, tiếp tục vì ngươi cạnh tranh vì ngươi phấn đấu, kết quả là, ngươi đem tất cả mọi người cấp chậm trễ. Hứa Thuần Lương nói, cùng ngươi lưu không rõ, người trừ bỏ Thành ra liền không có lựa chọn khác. Không lưu cái này. Phổ Kiến nói, đúng rồi, Tạ thuốc phiện túi bị bệnh nan y. Hứa Thuần Lương nao nao, lần trước tới kinh thành thời điểm Tạ Bá Tường còn hảo hảo, Tạ Bá Tường người này tuy rằng đáy không thế nào sạch sẽ, nhưng tổng thể vẫn là chú trọng giang hồ đạo nghĩa người, từ hắn lần trước vì lão hữu Hoàng Vọng Lân đem sở hữu phiền toái đều ôm đồm qua đi, này nhân phẩm liền có thể thấy được một chút. Cái gì bệnh nan y? Phổ Kiến nói, nghe nói là ung thư phổi, cũng không chịu đi xem bệnh, sư phụ ta đi xem qua hắn, tình huống không dung lạc quan, làm không hảo căng bất quá tháng riêng. Hứa Thuần Lương nói, hắn trước mắt ở tại cái gì địa phương, ta muốn đi xem. Phổ Kiến nói, này phải hỏi hỏi sư phụ ta, đúng rồi, từng xa thanh hẳn là biết, trước mắt đều là hắn ở chiếu cố. Hứa Thuần Lương nhận thức từng xa thanh, trực tiếp cấp từng xa thanh gọi điện thoại, từng xa thanh nói cho Hứa Thuần Lương, trước mắt Tạ Bá Tường liền ở tại Hạ Hầu Mộc Lan bán cho hắn tứ hợp viện, nếu Hứa Thuần Lương muốn đi, hắn có thể cùng đi đi trước, lập tức hai người ước định, ngày mai buổi sáng cùng đi thăm Tạ Bá Tường. Phổ Kiến cũng không minh bạch Hứa Thuần Lương vì cái gì muốn thăm Tạ Bá Tường, rốt cuộc bọn họ nhận thức cũng là thông qua Hoàng Vọng Lân, Hứa Thuần Lương cùng Tạ Bá Tường giống như cũng không có quá sâu giao tình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 84.